Nói về viêm thì chúng ta thường hay biết viêm bao gồm có sưng nóng đỏ đau, và ta có một khái niệm hay là nguyên nhân và phân loại viêm, và một cái nội dung thứ hai là viêm cấp, nội dung thứ ba là viêm mảng. Về viêm thì ta nhận định viêm là phản ứng toàn thân của cơ thể trước một tổn thương cục bộ và có tính chất bảo vệ cơ thể trước những tác nhân gây tổn thương. Khi chúng ta bị viêm, thì lấy ví dụ đơn giản nhất là viêm họng. Mà khi viêm họng thì bản thân chúng ta sẽ có cảm giác đau trong cổ họng, có thể cảm thấy chúng ta có cái tự đau, chúng ta sẽ đau trong cổ họng, rồi chúng ta có cảm giác nóng rát trong cổ họng thì chúng ta có cái thuật ngữ nóng. Nếu mà như chúng ta nhờ bạn dùng đèn soi vào trong cái cổ thành họng chúng ta, chúng ta thấy nó rất là đỏ. Còn hoặc là kem ra dưới nắng mặt trời, kem nhìn lên thì chúng kem cũng sẽ tự thấy được cái màu đỏ, và chúng ta cảm thấy là cái thành họng chúng ta hoặc là nó sưng to lên, nó có những hạt giống như là những hạt ta gọi là những hạt tròn tròn nằm ở phía trong, phía sau cái họng chúng ta, nằm phía trên thành họng đó, thì nó gọi là viêm họng hàn. Còn hoặc là kem sẽ gặp hai cái cục to to nằm ở bên hai bên góc của cái họng chúng ta, thì chúng ta gọi là viêm amidan. Thì như vậy, khi viêm thì thông thường nó biểu hiện qua cho chúng ta gồm có bốn cái biểu hiện là sưng, nóng, đỏ và đau như vậy. Về nguyên nhân gây viêm thì chúng ta có nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong. Về nguyên nhân bên ngoài thì chúng ta thường hay nói đến cái nguyên nhân đáng sợ nhất là nguyên nhân sinh học đó các em. Nguyên nhân sinh học là nguyên nhân chúng ta nói về các vi sinh vật xâm nhiễm vào cơ thể chúng ta, bao gồm có vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và nấm. Giống như hiện nay chúng ta đều rất là sợ một cái con virus đó là SARS-CoV-2, mà mọi người chúng ta bắt buộc phải đảm bảo được 5K. Ngoài ra thì chúng ta còn có những tác nhân không phải là tác nhân vi sinh vật hay tác nhân sinh học, thì chúng ta có tác nhân cơ học như là chấn thương, tác nhân vật lý như là nhiệt độ hay là các tia, tác nhân hóa học, chúng ta nói về tất cả các chất hóa học mà ảnh hưởng đến cơ thể của con người chúng ta. Thầy lấy ví dụ như các em biết là axit đó, thì chỉ cần tạt một cái axit thì cơ thể chúng ta nó sẽ rụng từ 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 từ. Bên cạnh nguyên nhân bên ngoài đó thì chúng ta có những nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân bên trong hàng đầu vẫn là hoại tử tổ chức. Thầy lấy ví dụ như chúng ta là thầy thuốc, chúng ta tiêm thuốc cho bệnh nhân mà chúng ta không đảm bảo vô trùng, chúng ta tiêm vào mông cho bệnh nhân. Sau khi tiêm xong, vi khuẩn từ ở da mông bệnh nhân sẽ vào trong tổ chức cơ mông và nó gây viêm cơ mông, gây hoại tử tổ chức, gây hoại tử tế bào và tạo thành ổ áp xe, gọi là áp xe mông, gọi là hoại tử tổ chức. Thì bên cạnh cái chuyện do những tác nhân bên ngoài nó tấn công vào, nó tạo ra nguyên nhân bên trong gây hoại tử tổ chức, thì hoại tử tổ chức nó còn gặp do những trường hợp nghẽn mạch xuất huyết hay là viêm tắc động kinh mạch ở bên trong cơ thể chúng ta. Hoặc là chúng ta có thể thấy như những trường hợp thiểu dưỡng như trong bệnh đái tháo đường, hoặc là chúng ta gặp trong bệnh tự miễn sau này chúng ta sẽ học sao, hoặc là chúng ta gặp trong trường hợp ung bú. Cái đáng sợ nhất là nguyên nhân ung bú đó các em. Bây giờ thức ăn của chúng ta, ngoài mùa dịch thì chúng ta đã ăn rất nhiều chất có nhiễm độc rồi, như trái cây tẩm hóa chất Trung Quốc, gạo chúng ta lại tẩm các rất nhiều thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, và rau cải chúng ta thôi rất là nhiều các hóa chất tràn ngập trong đồ ăn của chúng ta. Và đến một lúc nào đó thì bản thân thầy cũng như bản thân các em không biết khi nào chúng ta xuất hiện sự chuyển sản tế bào, có nghĩa là tế bào của chúng ta nó bị tẩm nhuận chất độc từ 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 từ, ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ, rồi đến một lúc nào đó nó chuyển sản từ tế bào bình thường trở thành tế bào khối u, và đáng sợ nhất là trở thành tế bào ung thư, tạo ra tình trạng ung bú cho cơ thể chúng ta. Và khi hình thành các tế bào lạ như vậy thì
Các tế bào bạch cầu chúng ta sẽ tấn công liền, và khi tấn công như vậy tạo ra tình trạng viêm ở trong cơ thể chúng ta. Như vậy tóm lại, viêm chúng ta có hai nguyên nhân bên ngoài và bên trong. Các em xem hữu hình sau đây, xem coi đây là nguyên nhân nào. Đây nguyên nhân nào lớp trưởng? Lớp trưởng đâu rồi? Đây nguyên nhân nào em? Để thầy nói lại cái thầy. Đây là hình. Các em thấy tấm hình thầy chiếu lên không? Rồi trên hình này, nguyên nhân gây viêm sẽ xảy ra đối với cầu thủ là nguyên nhân nào? Mà cầu thủ sợ, cầu thủ phải làm gì để tránh được nguyên nhân đó? Dạ, cơ học va chạm. Nguyên nhân cơ học và va chạm đó, tức là cầu thủ sẽ sợ bị chấn thương hai tinh hoàn đó. Đây che lại hết đây đó, thì em thấy nó rất là mắc cười đó. Hai cầu thủ này che, còn hai cầu thủ này không che đây, mà lỡ nó vô một cái thì thôi rồi đó. Thì chúng ta sợ nhất là cái viêm tinh hoàn đó, mà viêm tinh hoàn thì cầu thủ sau này rất dễ dẫn đến vô sinh, tại vì sau khi hai tinh hoàn nó viêm rồi, bạch cầu tràn vào, bạch cầu tiêu hủy hết tất cả tế bào lấy đít lẫn tế bào xẹt tô ly của tinh hoàn, và tinh hoàn teo nhỏ lại. Ta lấy ví dụ như bây giờ cầu thủ da trắng, sau khi viêm xong nó to cỡ trứng ngỗng, mà tới chừng sau điều trị xong nó teo lại cỡ hột nhãn Việt Nam chúng ta, thì coi như tiêu hết rồi, chỉ còn các dây xơ thôi, các tế bào lấy đít hay các tế bào xẹt tô ly mất hết, thế là không còn khả năng sinh em bé và cũng không còn khả năng sản xuất được testosterone nữa. Nó thành ra rất là khổ sở đó. Để mình phải lấy ví dụ như nguyên nhân cơ học gây viêm đó các. Về phân loại viêm thì chúng ta có 5 cách phân loại viêm. Cách phân loại viêm thứ nhất là phân loại viêm dựa vào nguyên nhân nhiễm khuẩn hay không nhiễm khuẩn. Bây giờ chúng ta tại sao phải dựa vào nguyên nhân nhiễm khuẩn hay không nhiễm khuẩn? Lớp phó đâu rồi? Dạ em nghe. Tại sao phải phân loại như nguyên nhân nhiễm khuẩn và nguyên nhân không nhiễm khuẩn để chị em? Nếu mà là bác sĩ, em khám bệnh nhân xong, em phát hiện bệnh nhân bị viêm. Đó, bây giờ em phải xác định được nguyên nhân này có nhiễm khuẩn hay không, hay là viêm không nhỏ nhiễm khuẩn. Giờ thầy lấy ví dụ như chúng ta bị viêm phổi do SARS-CoV-2, có nhiễm khuẩn không? Dạ có. Có nhiễm khuẩn vi. Vi gì nè? Virus. Nhiễm virus SARS-CoV-2. Như vậy đối với nhiễm virus chúng ta có thuốc điều trị SARS-CoV-2 đặc trị không? Dạ không. Không, không có. Thành ra chúng ta chỉ điều trị nâng sức đề kháng cho bệnh nhân mà thôi. Rồi bây giờ thầy lấy ví dụ như giờ chúng ta là bác sĩ, chúng ta tiêm thuốc vào bệnh nhân mà gây nhiễm khuẩn cho cái mông bệnh nhân, gây áp xe mông. Đó, như vậy là nguyên nhân gây áp xe mông cho bệnh nhân của chúng ta là do nhiễm gì? Nhiễm gì em? Nhiễm Vi nào? Vi khuẩn, virus, ký sinh trùng nấm. Nhiễm cái nào mà gây áp xe mông? dạ vi khuẩn. Nhiễm vi khuẩn và nhiễm vi trùng đó. Thì lúc này chúng ta bắt buộc phải điều trị sử dụng thuốc. Thuốc đặc trị. Thuốc đặc trị. Đối với vi trùng chúng ta điều trị thuốc đặc trị là thuốc Dạ kháng sinh. kháng sinh, chính xác, đúng rồi đó. Vậy là các em hiểu rồi đó. Tức là chúng ta dựa vào nguyên nhân để chúng ta xác định có nhiễm khuẩn hay không nhiễm. Nhiễm khuẩn và chúng ta sử dụng thuốc đặc trị. Nếu là vi khuẩn chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh. Nếu là virus thì hiện nay chúng ta chỉ có một loại thuốc đặc trị virus, đó là virus viêm gan CVC mà thôi. Còn tất cả virus khác, kể cả SARS-CoV-2, chúng ta cũng chưa thuốc điều trị. Nếu đó là nhiễm ký sinh trùng, ví dụ như nhiễm con giun đũa thì chúng ta có thuốc Fugaca. Còn nếu nhiễm ký sinh trùng sốt rét thì chúng ta có thuốc điều trị sốt rét. Hoặc là nhiễm nấm thì chúng ta có thuốc điều trị nấm, tùy theo từng loại nấm. Đó là chúng ta cần thiết phải xác định nguyên nhân, và là bác sĩ chúng ta bắt buộc phải làm được chuyện này. Cái phân loại thứ hai dựa vào vị trí nông hay sâu. Dựa vào vị trí nông hay sâu thì nó không có giá trị gì lớn. Thành ra phải lấy ví dụ như bây giờ chúng ta bị viêm da bên ngoài đó, thì chúng ta điều trị thuốc. Rồi bây giờ chúng ta bị áp xe mông, cũng là bị viêm ở bên ngoài, mà ngoài da, rồi nó ăn sâu vào dài trong khối tế bào cơ mông đó, mà viêm viêm khối tế bào cơ mông, trong đó có bị cả viêm da luôn. Mà chúng ta lúc này nông có sâu có, nhưng mà chúng ta điều trị hai cách. Nếu mà chưa đến nỗi thì nếu mà còn trong giai đoạn
ổ viêm chưa chín mùi, áp xe chưa chín mùi thì chúng ta phải điều trị nội khoa bằng thuốc. Còn nếu như nó đã chín mùi rồi thì bắt buộc chúng ta phải điều trị ngoại khoa, tức là sử dụng con dao mổ. Còn ví dụ như bây giờ bệnh nhân của chúng ta bị viêm sâu bên trong, ví dụ như viêm ruột thừa, mà viêm ruột thừa thì bắt buộc chúng ta phải điều trị ngoại khoa. Nhưng bây giờ thầy lấy ví dụ như về chúng ta bị viêm dạ dày cũng nằm sâu bên trong, nó viêm dạ dày thì chúng ta chỉ điều trị nội nội khoa thôi. Khi nào nó loét, nó tổn thương mà nó lủng dạ dày hay ổ loét quá nhiều không thể cầm máu được thì bắt buộc chúng ta phải xử trí nội ngoại ngoại khoa. Thành ra cái vị trí nông hay sâu này không có giá trị gì lớn lắm kia. Cái dạng phân loại thứ ba dựa vào dịch trí viêm, chúng ta có ba dạng bệnh lý. Một là viêm chúng ta rút ra được dịch mủ, dạng thứ hai là viêm rút ra dịch dạng thanh dịch, và thứ ba là dạng viêm rút ra dịch tơ huyết. Về dịch mủ rất đơn giản, giống như thầy nói các em như là ấu xe chúng ta rạch ra thấy dịch mủ, mủ đó là xác của con vi khuẩn, xác của bạch cầu và lẫn mô hoại tử. Về viêm thanh dịch thầy lấy ví dụ như sau khi mà bệnh nhân chúng ta bị viêm khớp gối hay là tràn dịch màng phổi do vi khuẩn lao, hay là tràn dịch màng bụng do vi khuẩn lao hay lao màng bụng, lao màng phổi gì đó, hoặc là chúng ta có bệnh cảnh lao màng não, chúng ta hút được dịch dịch não tủy ra, thì tất cả các dịch này chúng ta thu được thì nó có màu vàng chanh, và chúng ta xét nghiệm Rivanta trong phản ứng sinh hóa thì nó ra nồng độ albumin rất là cao, 1, 2, 3 cộng gì đó, rất là nhiều các, và nó giống như những thành phần trong huyết thanh với nồng độ albumin cao, thành ra tác giả đặt tên nó là viêm thanh dịch. Một dạng thứ ba là viêm tơ huyết, tức là dịch bên trong đó có chứa hồng cầu và chứa các sợi tơ huyết. Tại lấy ví dụ như chúng ta rút dịch bụng bán của bệnh nhân và chúng ta nhìn vào cái dịch đó thấy nó đục và hơi hồng hồng thì chúng ta gọi là dịch có máu, tức là có chứa hồng cầu. Còn nếu như nó đục và không thấy hồng, chúng ta đưa lên kính hiển vi soi thấy hồng cầu và có sợi tơ huyết thì chúng ta cũng kết luận là đây là một tình trạng có xuất hiện tổn thương mạch máu để hồng cầu thoát ra ngoài, rơi vào trong ổ bụng, thì chúng ta thường gặp trong các tình trạng khối u ác tính ở trong ổ bụng chúng ta, ví dụ như là ung thư gan, ung thư phúc mạc, v.v. Một cái dạng thứ ba, thì dạng thứ tư là chúng ta có viêm do dựa vào tính chất, phân loại dựa vào tính chất, chúng ta có viêm đặc hiệu và viêm không đặc hiệu. Về phương diện miễn dịch học thì là viêm đặc hiệu là viêm cần các tế bào phải có sự mẫn cảm, còn viêm không đặc hiệu là viêm chúng ta chỉ cần xử trí bởi những tế bào bạch cầu có sẵn. Có thể lấy ví dụ như viêm không đặc hiệu, trong bài này sẽ trình bày kem, tức là chúng ta sử dụng các tế bào bạch cầu có sẵn trong máu chúng ta ra chiến đấu chống lại các vi sinh vật xâm nhiễm. Thì lấy ví dụ như bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu đa nhân gáy to hay tế bào đại thực bào. Còn viêm đặc hiệu thì lấy ví dụ như chúng ta nhiễm SARS-CoV-2 chẳng hạn. Nhiễm SARS-CoV-2 thì các tế bào bạch cầu của chúng ta đem ra chiến đấu chịu không nổi, nó thành ra không hiệu quả. Mà không hiệu quả thì cơ thể của người bệnh nhân nhanh chóng suy sụp cực kỳ nhanh, và đặc biệt là tấn công vào phổi chúng ta cực kỳ nhanh, dẫn đến tình trạng bệnh lý nặng và tử vong. Thành ra ngày nay trên toàn thế giới chúng ta để khống chế lại tình trạng bệnh lý nặng hay khống chế lại tình trạng cơ thể người đó không đủ tạo sức đề kháng chống chọi lại, thì bắt đầu chúng ta có cái chiến dịch tiêm ngừa toàn thế giới, và đặc biệt Việt Nam chúng ta đang có chiến dịch tiêm ngừa rầm rộ cho toàn dân rất là dữ. Mà bản thân các em lần lượt cũng sẽ được tiêm ngừa thôi. Đó, từ khi tiêm ngừa chúng ta sẽ kích hoạt được hệ thống kháng thể, trong đó đặc biệt chúng ta kích hoạt tế bào lympho B tạo kháng thể, chúng ta kích hoạt được hệ thống tế bào lympho T, trong đó có TH lẫn TC. Có như vậy lúc này cần phải sự kích hoạt, vì vậy chúng ta gọi là viêm đặc hiệu. Mà trong bài này thì chỉ trình bày các em viêm không đặc hiệu thôi, còn viêm đặc hiệu chúng ta sẽ học kỹ hơn trong phần miễn dịch học các em. Và cuối cùng trong phân loại chúng ta có dựa vào diễn tiến, tức là viêm cấp và viêm mãn. Trước hết chúng ta học về viêm cấp tính. Nói về viêm cấp tính thì chúng ta phải bàn về hệ thống vi tuần hoàn. Tại vì các tế bào chúng ta tồn tại cũng nhờ vào hệ thống vi tuần hoàn này, mà chúng ta đã học rất kỹ trong cái bài rối loạn cân bằng axit bazơ và trong bài rối loạn chuyển hóa nước và điện giải rồi.
Đó, chúng ta nhờ hệ thống vi tuần hoàn theo qua cân bằng saline, nó sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng cho tế bào chúng ta. Và tế bào là nơi đầu sóng ngọn gió để mà chúng ta chống chọi lại sự xâm nhiễm của tất cả các vi sinh vật hay các nguyên nhân gây viêm. Và trong viêm cấp, cái rối loạn đầu tiên là rối loạn tuần hoàn. Và trong rối loạn tuần hoàn thì chúng ta có rối loạn vi tuần hoàn và dịch sĩ viêm. Và bây giờ thầy trình bày các em về rối loạn vi tuần hoàn. Trên cân bằng saline thì các em thấy là chúng ta bình thường ở phần mao động mạch. Ở phần mao động mạch thì áp suất thủy tĩnh ở mao động mạch nó rất là lớn và nó thắng được áp lực keo, và do nó thắng được áp lực keo do đó ở mao động mạch nó sẽ đẩy nước ra khỏi lòng mạch, trong đó nó đẩy cả các chất dinh dưỡng, đẩy oxy ra để nuôi tế bào. Trong khi ngược lại ở mao tĩnh mạch thì áp lực keo nó 28, trong áp lực thủy tĩnh từ 40 rớt xuống còn 16, vì vậy áp lực keo nó sẽ thắng thế hơn, nó có nhiệm vụ là kéo nước từ ngoài giang bào chảy vào trong lòng của mao tĩnh mạch, theo tỷ lệ là 1/10, là 9/10, còn 1/10 thì nó lại đi theo con đường mạch bạch huyết mà chúng ta học trong cân bằng Saline rồi. Như vậy bình thường thì các em thấy là ở tại mao động mạch bản thân áp suất thủy tĩnh nó đã tăng lên rất là cao, nhưng trong viêm khi có loạn vi tuần hoàn, bất kỳ nguyên nhân gây viêm nào thì ngay chỗ khu vực viêm xuất hiện hiện tượng co toàn bộ mao mạch ngoại vi. Mà co toàn bộ mao mạch ngoại vi chủ yếu chúng ta bàn ở đây là nó co của mao động mạch là chủ yếu, nó co chỗ mao động mạch là chủ yếu các em. Mà khi co chỗ mao động mạch là chủ yếu thì như vậy bản thân cái da ở chỗ vùng viêm nó sẽ bị nhạt màu đi, tại vì co mạch lợi rồi thì máu nó không có vào được, không vào được thì da chỗ chỗ đó sẽ nhạt vào, chúng ta gọi là niêm mạc nhợt nhạt hay là da niêm nhợt nhạt. Và sở dĩ có hình thành cái rối loạn vi tuần hoàn đầu tiên là co mạch, là do ngay thời điểm này các tác nhân gây viêm kích thích hưng phấn thần kinh co mạch. Thật ra co mạch diễn ra cực kỳ lẹ, nhưng mà thời gian co mạch này diễn ra cực nhanh, cái chớp nhoáng chút xíu sau nó theo phản xạ thần kinh sợ trục, theo phản xạ thần kinh sợ trục, cơ chế thứ nhất đó nó chuyển hiện tượng co mạch chuyển sang hiện tượng giãn mạch, và lúc này có kèm theo hưng phấn thần kinh giãn giãn mạch. Đó là cơ chế thứ nhất để tạo ra sự giãn mạch. Bên cạnh phản xạ thần kinh sợ trục gây giãn mạch thì nó còn có cơ chế thứ hai là cơ chế thể dịch, cơ chế thể dịch với vai trò của tế bào mát mà chúng ta sẽ bàn sau. Ngay thời điểm mà hưng phấn thần kinh giãn mạch thì tất cả các mao động mạch của ổ viêm nó sẽ giãn rộng ra. Mà khi mao động mạch ổ viêm giãn rộng ra thì máu nó tràn vào thật là nhanh. Mà máu tràn vào thật là nhanh thì các em biết là khi tràn máu vào thật là nhanh ở mao động mạch thì cái da vùng viêm từ chỗ da niêm nhợt nhạt trắng bệch nó chuyển sang màu hồng cực kỳ nhanh. Đó, thành ra chúng ta thu được cái triệu chứng thứ nhất là triệu chứng đỏ. Mà khi nó chuyển, khi mà lượng máu nó đổ về mao động mạch cực kỳ nhanh do xuất huyết động mạch thì lúc này áp suất thủy tĩnh ở mao động mạch nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn thì nó đẩy một lượng dịch ra ngoài khu vực giang bào càng lúc càng nhiều, các nó ra thật là nhiều. Mà khi nó ra nhiều như vậy mà trong khi cái lượng kéo về mao tĩnh mạch chúng ta chỉ có 9 thôi, do đó một lượng lớn dịch không rút về được ở mao tĩnh mạch mà nó sẽ nằm ở khu vực giang bào, mà khu vực giang bào tổ ổ viêm thì làm cho ổ viêm chúng ta nó tràn ngập dịch, mà tràn ngập dịch ổ viêm từ từ nó sưng to lên, thì đó là một cơ chế thứ nhất để tạo cho ổ viêm chúng ta nó sưng. Như vậy sưng là do sự tạo ra nhiều dịch rỉ viêm. Thêm vào đó, sau thời gian giãn mao động mạch thì bắt đầu nó chuyển nhanh sang giãn mao tĩnh mạch, chúng ta còn gọi là xung huyết động mạch hay là xung huyết tĩnh mạch. Mà khi xung huyết tĩnh mạch có nghĩa là nó xung huyết ở cái đoạn bên hệ mao mao tĩnh mạch, và bắt đầu máu ứ ở mao tĩnh mạch rất là nhiều, các ứ đây rất là nhiều, ứ đây rất nhiều, lại thêm cái nữa là khi nó ứ đây rồi rồi nó lại còn có cái tình trạng cơ vòng của mao mạch ở cái đoạn cuối của mao tĩnh mạch,
Mà khi nó co lại như vậy thì lượng máu mao tĩnh mạch nó đổ về tiểu tĩnh mạch sẽ giảm đi. Giảm đi thì chỗ này càng lúc càng càng ứ trệ máu, mà càng ứ trệ máu thì nó sẽ dội ngược qua bên phía mao động mạch. À, dội qua bên phía động mạch nó làm cho cả cái khối mao động mạch, mao tĩnh mạch và ống thông máu này nó sẽ giãn rộng ra và chúng ta tạo ra một tình trạng ứ ứ máu. Ứ máu xảy ra. Mà khi ứ máu xảy ra như vậy thì cái lượng máu ở bên mao tĩnh mạch này nó sẽ chạy từ từ qua đây càng lúc càng nhiều. Nó làm cho thị phần hồng cầu bên máu mao tĩnh mạch chứa nhiều CO2 nó tràn qua. Nó làm cho thị phần hồng cầu chứa oxy ở máu mao động mạch giảm xuống. Thế là lượng oxy cung cấp cho các tế bào ở khu vực viêm của chúng ta bắt đầu giảm đi. Mà khi giảm đi như vậy thì chuyển hóa tại ổ viêm chúng ta trở thành chuyển hóa yếm khí. Mà chuyển hóa yếm khí thì lại chu trình rét phóng ra rất nhiều sản phẩm to gây nhiễm, nhiễm to. À, gây nhiễm to. Mà các em biết là một cơ chế thứ hai rất là hay. Khi nhiễm to, môi trường to sẽ gây co tế bào nội mô thành mạch. Tức là nội tế bào nội mô thành mạch ở hệ mao mạch chúng ta nó sẽ co lại. Mà khi nó co lại như vậy thì khe hở nó sẽ rộng ra. Khe nó rộng ra thì nó làm cho dịch thoát ra bên ngoài thật là nhiều. Hiện tượng dịch thoát ra khỏi lòng mạch từ phía mao động mạch bởi sự co tế bào nội mô thành mạch bởi tác động của môi trường to. Hiện tượng này chúng ta gọi đây là một tình trạng tăng tính thấm thành mạch. Như vậy chúng ta thấy có hai cơ chế đẩy dịch ra ngoài gian bào. Thứ nhất là tăng áp suất thủy tĩnh do xung huyết động mạch, xung huyết tĩnh mạch và ứ trệ máu. Thứ hai là do tăng tính thấm thành mạch bởi môi trường to. Rồi bây giờ thầy ôn lại cho em một chút, tức là đầu tiên là hình thành sự co mạch do hưng phấn thần kinh co mạch, rồi sau đó hình thành sự giãn mạch do cơ chế thứ nhất là cơ chế phản xạ thần kinh sở trục, tức ở chế thần kinh co mạch, hưng phấn thần kinh giãn mạch, và cơ chế thứ hai là cơ chế thời dịch. Bây giờ chúng ta bàn về cơ chế thời dịch, có nghĩa là ngay cái mô trong cơ thể chúng ta, cái nơi ở khu vực gian bào ở tất cả các mô chúng ta, đặc biệt là những mô liên kết, thì có sự hiện diện tế bào mát rất là nhiều. Vì vậy khi có sự xuất hiện của các vi sinh vật xâm nhiễm vào thì tế bào mát nó ra tiếp xúc các vi sinh vật này đầu tiên hết. Và sau khi nhận diện được các vi sinh vật thì bản thân các tế bào mát này giống như là thấy người lạ vào thì tế bào mát đủ ra vi khuẩn mà ra mau. Mà vi khuẩn đâu ra đâu các em, nó khôn lắm, nó vô gặp thấy tế bào cơ mông chúng ta ngon quá làm gì mà ra. Thế là tao không ra mày làm gì tao. Thì lúc này tế bào mát giận quá, tế bào mát nói được rồi, mày không ra hãy đưa đây, tao sai đại ca tao ra giết mày. Đó có nghĩa là sao các em? À, lúc này tế bào mát của chúng ta nó mới phóng ra các hóa chất trung gian. Các hóa chất trung gian phóng ra từ tế bào mát, thầy lấy ví dụ như histamine, serotonin vân vân rất nhiều. Và các hóa chất trung gian này nó trở thành yếu tố hóa hướng động. Yếu tố hóa động này nó sẽ lôi kéo các tế bào bạch cầu từ trong lòng mạch chạy ra ngoài gian bào thật là nhiều. Bạch cầu lần lượt kéo rần rần ra ngoài. Và để cho bạch cầu ra được như vậy thì tế bào mát, hóa chất trung gian của tế bào mát nó phải tác động lên trên thành mao mạch để gây co tế bào nội mô thành mạch và gây giãn mạch. Mà khi có tế bào nội mô thành mạch thì làm cho khe hở giữa các tế bào nội mô thành mạch lỏng lẻo ra. Mà nãy chúng ta thấy là tế bào nội mô thành mạch đã co lại do vai trò của môi trường to rồi, bây giờ lại thêm do vai trò hóa chất trung gian nữa, thành ra sự co tế bào nội mô thành mạch càng lúc càng nhiều, khe hở càng lúc càng rộng ra, thành ra cơ chế tăng tính thấm thành mạch thoát dịch ra ngoài gian bào càng lúc càng nhiều nữa. Và cái khe hở này là tạo thuận lợi rất là dữ để cho các bạch cầu xuyên mạch chảy ra ngoài. À, như vậy thì các em thấy nó phối hợp giữa hai cơ chế nhiễm to và cơ chế hóa chất trung gian làm cho mạch máu càng lúc càng giãn nhiều hơn. Và đây hình ảnh của các tế bào mát. Các tế bào mát thì bên trong nó chứa rất nhiều các bọng chứa các hóa chất trung gian. Các em thấy đây là những cái bọng chứa rất nhiều hóa chất trung gian ở trong này. Và khi cần thiết nó phóng các bọng này ra ngoài,
phóng từng bọng ra, các bọng nó vỡ bung ra thì quá chất trung gian histamine ở đó vân vân phóng ra ngoài. Như vậy histamine đại diện như là rất quan trọng, là thủ phạm mà nó tạo ra sự co tế bào nội mô thành mạch, hay chúng ta gọi chung histamine có tác dụng giãn mạch bên cạnh tác dụng dị ứng của nó. Ở đây là cái hình chúng ta tìm hiểu về hiện tượng bạch cầu xuyên mạch. Thì ở đây các em nhìn lại đây, chúng ta có ổ viêm. Ổ viêm chúng ta đây. Rồi, ổ viêm nằm ở đây thì các tế bào mắt nó đang hiện diện ở đây thì nó phóng ra các hóa chất trung gian. Hóa chất trung gian thì nó trở thành yếu tố quang động. Yếu tố quang động này nó lôi kéo các tế bào bạch cầu đang giữa trong trục dòng máu. Thì lấy ví dụ đây con bạch cầu, đây con bạch cầu đa nhân trung tính. Con bạch cầu đa nhân trung tính này nó sẽ bạch cầu đa nhân trung tính này thì nó sẽ bạch cầu đa nhân trung tính này nó sẽ nó đầu tiên sau khi được lệnh yếu tố quan trọng này rồi thì nó sẽ bò từ từ sát vào trong cái thành của tế bào nội mô thành mạch và áp sát vào đây. Các em thấy nó bò từ từ, nhưng mà cái khe hở này là 25 trong, không thể chui ra được. Vì vậy nó sẽ tìm những khe hở nào mà đã có tác dụng của hóa chất trung gian gây co tế bào nội mô thành mạch rồi, tức là khe hở mà nó có co lại rồi thì khe hở này rộng ra. Các em thấy rộng ra, và rộng ra thì tế bào bạch cầu đa nhân trung tính chúng ta mới lọt lách chui ra. Đây nó lọt lách chui ra, nó uốn éo theo kiểu amip và nó chui ra ngoài kia, ra ngoài thì nó trở lại nguyên trạng nó như thế này, nó trở thành nguyên hình nó như thế này các em. Như vậy nhưng mà khi nó chạy ra ngoài này, chạy ngoài này thì nó thấy là ô vi khuẩn sơn nhiều quá, vi khuẩn quá nhiều, thành ra bắt đầu nó thấy chết mồ rồi, quánh không lợi. Và khi nó biết nó quánh không lợi thì bắt đầu các tế bào bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu đa nhân ác toan, hay tế bào đại thực bào ở ngoài khu vực giang bào vừa mới ra đây, nó bắt đầu nó phóng ra các cytokine của cơ thể nó tiết ra. Và chính các cytokine này trở thành yếu tố quan trọng thứ hai, lại lôi kéo các tế bào bạch cầu từ trong giữa trục dòng máu này ra ngoài này càng lúc càng nhiều hơn. Và hiện tượng bạch cầu nó xuyên qua được thành mao mạch này thì chúng ta gọi là hiện tượng bạch cầu xuyên xuyên mạch. Và cái thành mao mạch này thì các em thấy cái cấu trúc của nó rất là đơn giản, chỉ có cái lớp màng căn bản thôi, và cái thứ hai là cái lớp tế bào nội mô thành thành mạch. Khi mà tế bào bạch cầu nó chui ra đây thì nó đụng ngay cái lớp màng căn bản, mà lớp màng căn bản này được cấu tạo bởi lớp collagen. Vì vậy mà tế bào bạch cầu trung tính hay bạch cầu ecton hay đại thực bào chúng ta nó có enzyme collagena phóng ra đục thủng cái lớp màng căn bản này. Cái đục thủng lớp màng căn bản này thì bắt đầu nó lòn lách, nó chui ra. Như vậy sau khi bạch cầu chui ra xong rồi thì cái khe hở này nó sẽ được hiếp lại. Tại vì lớp màng căn bản của chúng ta là lớp collagen, thì nó hiếp lại giống như khi chúng ta chạy xe máy mà chúng ta cán cái đinh lủng cái đem lại cái chỗ do vá xe, bắt đầu người ta bơm hơi lên chúng ta không thấy xì hơi chỗ nào cả, tại vì bít lại rồi. Chúng ta muốn phát hiện được thì phải bỏ để vô trong cái thao có nước thì bắt đầu xì bọt tim bọt lên, chúng ta mới biết chúng ta lủng chỗ đó. Thật ra ở đây cũng vậy, màng căn bản chúng ta nó hiếp lại, hiếp lại có lớp collagen nó hiếp sát lại, nhưng mà mạch máu chúng ta thì lại co thắt. Từ chỗ nó co thắt đó thành ra huyết tương lại thoát ra được, mà huyết tương thoát ra được thì hồng cầu thoát ra ngoài giang bào, mà cơ thể chúng ta không bao giờ cho hồng cầu thoát ra giang bào được, sợ mất hồng cầu. Vì vậy lúc này huy động một lực lượng tế bào chạy tới thật là nhanh, kéo theo rầm rộ 12 yếu tố đông máu. Tế bào nào kem? Em suy nghĩ cái tế bào nào chạy ra cùng hệ yếu tố đông máu, lắp cái lỗ này lại. Tế bào nào chạy ra kem? Lớp trưởng. Lớp phòng học tập đâu rồi? Tế bào nào chạy ra lắp cái lỗ khoảng trống này lại kem? Dạ tiểu cầu. Tế bào tiểu cầu, chính xác, đúng rồi đó. Tế bào tiểu cầu chạy ra lắp khoảng trống này, đúng rồi. Và khi tiểu cầu nó chạy ra lắp khoảng trống này thì có những con nó chạy ra nhanh quá, nó chạy ra nó đứng đó,
rồi nó vẫy tay nó chào các tế bào bạch cầu, nó lỡ trớn rớt ra ngoài giang bào luôn đó. Tại vì nó say goodbye bạch cầu, tại nó rất là tội cho các bạch cầu này khi bạch cầu nó chui ra ngoài giang bào xong rồi và không có đường trở lại, bởi vì các tiểu cầu lấp bít lỗ này rồi. Nó do nó say goodbye, chúc tụi bay chiến đấu thành công. Thế là một loạt các tế bào tiểu cầu rớt ra ngoài giang bào. Do đó trong dịch viêm chúng ta thu được, ngoài nước ra chúng ta có các thành phần hòa tan và các thành phần hữu hình. Các thành phần hữu hình chúng ta có cả bạch, chủ yếu bạch cầu, bên cạnh có hồng cầu và có tiểu tiểu cầu. Với các thành phần hòa tan thì chúng ta có xuất hiện ion natri, gluco, một số cái ion khác, và đặc biệt protein cũng thoát ra được. Tại khe hở giữa hai tế bào nội mô thành mạch bình thường 25 angstrom, bây giờ nó giãn ra 80 đến 100 angstrom, thành ra các tế bào và các protein thoát ra. Mà khi các em biết là natri thoát ra ngoài giang bào, thì giang bào trở thành u trương, nước chảy ra. Rồi gluco ra ngoài giang bào, nước cũng chảy theo. Protein ra ngoài giang bào trở thành cân bằng Donnai, nan cũng nước kéo nước chảy theo. Như vậy khi tạo dịch dĩ viêm, các thành phần hòa tan chảy ra ngoài, nó kéo theo nước, thành lúc này các thành phần hòa tan trở thành chất thẩm thấu. Do đó chúng ta hình thành cơ chế tăng áp suất thẩm thấu tại giang bào ổ viêm, kéo nước ra ngoài giang bào, kết hợp cùng với hai cơ chế tăng áp suất thủy tĩnh và cơ chế tăng tính tâm mạch, tạo ra sự tạo ra dịch dĩ viêm. Như vậy cơ chế thành dịch dĩ viêm chúng ta có ba cơ chế. Cơ chế thứ nhất là tăng áp suất thủy tĩnh, cơ chế thứ hai là tăng tính thấm thành mạch, và cơ chế thứ ba là tăng áp suất thẩm thấu ở giang bào ổ viêm. Đó, giờ chúng ta bàn về triệu chứng đỏ. Ở triệu chứng đỏ thì thứ nhất là chúng ta có đỏ là do máu đổ về ổ viêm thật là nhiều. Thì thường gặp, chúng ta gặp trong giai đoạn xung huyết động mạch, xung huyết tĩnh mạch hay là ư máu. Thứ hai là nóng. Nóng thì nóng ở đây có nghĩa là khi chúng ta bị viêm họng thì chúng ta có cảm giác nóng ở cổ họng. Nhưng mà sau này các em đi khám bệnh nhân ở bệnh viện, bệnh nhân bị áp xe mông, chúng ta kéo cái quần bệnh nhân xuống thì chúng ta thấy cái mông bệnh nhân đỏ rực, tức là có màu đỏ. Rồi sau đó chúng ta dùng tay chúng ta khám, thì vừa mới đặt lòng bàn tay chúng ta vào cái ổ xe mông của bệnh nhân thì cảm giác nóng nó dội vào lòng bàn tay chúng ta, đó là nóng. Nóng ở đâu? Nóng tại ổ, ổ viêm, mà chúng ta cảm nhận được ở lòng bàn tay chúng ta. Và nóng này người ta nhận thấy rằng do trong giai đoạn xung huyết động mạch máu đổ về ổ viêm thật là nhiều. Lúc đầu là co mạch, da niêm nhợt nhạt, nhưng mà khi máu đổ về ổ viêm thật là nhiều thì bắt đầu có màu đỏ, và tại ổ viêm nó do mà máu đổ về nhiều quá, thành ra nó làm cho nền nhiệt tại ổ viêm từ lạnh do co mạch nó chuyển nhanh qua nóng do giãn giãn mạch. Và thêm cái hai nữa là các tế bào tại ổ viêm nó phải tồn tại, do đó bắt buộc nó phải cần năng lượng, muốn năng lượng nó phải tăng chuyển hóa để nó chống chọi với tình trạng viêm. Do đó có sự tăng chuyển hóa tại ổ viêm, khi tăng chuyển hóa thì sản phẩm ATP được tạo ra nhiều và tạo ra nóng. Triệu chứng thứ ba là sưng. Sưng có nghĩa là dịch ứ tại ổ viêm. Mà dịch ứ tại ổ viêm thì chúng ta học nãy rồi, đó là tạo ra dịch rỉ, rỉ viêm với ba cơ chế. Thành ra sưng cũng có ba cơ chế giống như sự tạo dịch rỉ viêm. Đó là tăng áp suất thủy tĩnh, tăng tính thấm thành mạch và tăng áp suất thẩm thấu ở giang bào ổ viêm. Mà khi dịch nó ra ngoài giang bào thì chúng ta lại có một thuật ngữ đó là phù. Như vậy chúng ta có thuật ngữ là phù trong viêm. Do đó khi thi các em chú ý giùm thầy, cái lời dẫn có thể là cơ chế sưng trong viêm, lời dẫn có thể là cơ chế phù trong viêm, lời dẫn có thể là cơ chế tạo dịch rỉ viêm. Cả ba lời dẫn này đều cùng một đáp án là tăng áp suất thủy tĩnh, tăng tính thấm thành mạch và tăng áp suất thẩm thấu ở giang bào ổ viêm. Thứ tư là cơ chế của đau. Muốn đau thì phải có dịch ra càng nhiều, tức là dịch cái viêm ra càng nhiều. Các em thấy ví dụ như bây giờ cái đầu gối chúng ta bị viêm, sưng, đỏ. Như cái đầu gối chúng ta nếu mà nó sưng ít thì chúng ta đau ít. Nó sưng càng to, sưng càng nhiều, chúng ta đau càng
càng nhiều. Như vậy mà đau là biểu hiện của hệ thận, thần kinh. Và tại ô viêm chúng ta có rất nhiều mạc đoạn thần kinh ở tại đó. Cho nên khi ổ viêm chúng ta càng sưng to, dịch viêm ra càng nhiều, nó càng chèn ép vào đầu tận cùng thần kinh, tạo ổ viêm gây đau. Như vậy thủ phạm gây đau thứ nhất là dịch viêm. Thủ phạm gây đau thứ hai, người ta nhận thấy rằng khi môi trường to, nó lại tác động lên các đầu tận cùng thần kinh cũng gây viêm. Mà ổ viêm chúng ta là ổ viêm rơi vào tình trạng của môi trường trường to, tức là nhiễm to, tại là nhiễm to tác động đầu tận cùng thần kinh cũng gây viêm. Cơ chế viêm thứ ba, gần đây người ta phát hiện ra rằng ở tại ổ viêm, prostaglandin được tiết ra từ tế bào mast, bradykinin được tiết ra từ tế bào bạch cầu trung tính an toàn hay là thực bào gì đó, thì hai loại mà cytokine này nó sẽ tác động lên đầu tận cùng thần kinh, tại ổ viêm cũng gây đau. Như vậy chúng ta có ba cơ chế đau. Như vậy nãy giờ thầy trình bày kem xong bốn cơ chế sưng, nóng, đỏ và đau. Kem cố gắng học thuộc lòng bốn cơ chế này, một mặt để chúng ta làm bài thi, mặt thứ hai là khi kem thực hành ở bệnh viện, tất cả bệnh nhân có biểu hiện bệnh lý viêm mà có sưng, nóng, đỏ, đau thì các thầy cô sẽ hỏi kem liền tại sao sưng, tại sao nóng, tại sao đỏ hay tại sao đau. Thì lúc này kem sẽ trả lời rất là chính xác. Còn hoặc là các em thi chuyển qua lâm sàng, các thầy cô cũng hay hỏi về các cơ chế sưng, nóng, đỏ và đau. Thành ra cơ chế sưng, nóng, đỏ và đau trong viêm rất quan trọng. Thầy khuyên các em cố gắng học thuộc lòng. Rồi chúng ta xong rối loạn tuần hoàn, chúng ta chuyển sang rối loạn thứ hai, rối loạn về đáp ứng miễn dịch. Ở đây chúng ta nói về đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu, hay chúng thầy còn gọi là hiện tượng thực bào. Hiện tượng thực bào là hiện tượng các tế bào thực bào nuốt các đối tượng thực bào. Hiện tượng thực bào nó bắt buộc hình thành bởi các điều kiện thực bào. Thứ nhất là phải có tế bào thực bào. Tế bào thực bào chúng ta có ba loại: đa nhân trung tính, đa nhân ác toan và đại thực bào hay bạch cầu đơn nhân. Đối tượng thực bào là tất cả các vật lạ hay tất cả những cái gì đó mà nó hiện diện ở trong cơ thể chúng ta, dù là bên ngoài dù là bên trong ấy, mà nó lạ là bắt đầu các tế bào bạch cầu này đến tiêu hủy liền. Và chúng ta cần môi trường thực bào. Môi trường thực bào là môi trường pH trung tính, nhiệt độ dao động 37-39 độ C tùy theo các cơ quan. Và lúc này chúng ta cần một số cái dông để hỗ trợ cho môi trường thực bào tốt hơn. Và khi tạo đủ ba điều kiện thực bào này rồi thì quá trình thực bào chúng ta diễn ra thành ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn hướng về. Trong giai đoạn hướng về thì trình bày các em nãy rồi, chúng ta cần thứ nhất yếu tố quá hướng động. Quá yếu tố quá hướng động thì chúng ta cần cái vai trò thứ nhất là vai trò của các hóa chất trung gian. Cái vai trò thứ hai là chúng ta cần vai trò của các cytokine giải phóng ra từ các tế bào thực bào. Bên cạnh đó thì chúng ta cần một cái quá trình bạch cầu. Thành ra trong giai đoạn hướng về chúng ta cần hai cái đặc điểm: một, yếu tố quan động; hai, quá trình bạch cầu suy mạnh. Chuyển sang giai đoạn tiếp theo là giai đoạn tiếp cận. Giai đoạn tiếp cận là giai đoạn màng tế bào thực bào áp sát màng đối tượng thực bào. Thì nãy các em thấy là tế bào bạch cầu nó từ dưới trục dòng máu, nó bằng một cách nó xuyên qua thành mạch, sau khi nhận lệnh của các yếu tố quá hướng động nó ra tới khu vực giang bào ngay tại ổ viêm và bắt đầu nó đi tìm các vi sinh vật hay tìm các tế bào bị tổn thương mà nó tấn công vào đó. Thì nó làm sao đó mà màng tế bào thực bào áp sát màng đối tượng thực bào thì bắt đầu mới tấn công được. Và sự tiếp cận này được thực hiện với hai cơ chế. Cơ chế thứ nhất, cơ chế bản năng của tế bào thực bào. Cơ chế thứ hai là nhờ vào hiện tượng opsonin hóa mà thầy trình bày trong cái bản sau. Thì ở đây các em thấy đầu tiên là theo bản năng, tế bào bạch cầu của chúng ta nó có bản năng gặp các vi sinh vật là há miệng ra nuốt liền. Ví dụ đây đại thực bào gặp côn trùng phấn, trực khuẩn đây há miệng ra nuốt vô. Ví dụ trực khuẩn này nó ngu, nhỏ lớn, nó chả biết như thế nào là ai hôn cả, thì con đại thực bào nó khôn, nó dụ các em ơi: trực khuẩn ơi, mày đứng lại tao hôn miếng coi đó, anh hôn em miếng coi. Ngay con trực khuẩn này nó ngu, đứng lại cho hôn. Mà khi đâu ngờ rằng khi há miệng ra vừa hôn một cái là cá phạc nuốt luôn. Như vậy đây là nụ hôn thận, thần chết các em đó. Như vậy lúc này sự tiếp cận có đó, một cộng. Nhưng nếu như con trực khuẩn này nó khôn, nó nhìn thấy con bạch cầu
tiếng lại nó bắt đầu nó tóc nó bỏ chạy chạy rừng 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 sen nó lòn lách giữa các khe tế bào nó chạy mất nó thì con bạch cầu bắt không được. Như vậy thì khả năng bắt này trở nên không còn không được, như vậy là sự kết dính có lúc được lúc lúc không, nó thành ra theo bản năng thì không tốt. Nếu mà chúng ta dựa vào cái bản năng bạch cầu không thì cơ thể chúng ta chắc cũng không còn tồn tại đâu, các vi sinh vật tấn công và tiêu diệt chúng ta hết rồi. Cũng may là trong huyết thanh chúng ta có hình thành hiện tượng obsolin quá nhờ vào hai thành phần, một là bổ thể C3B đây, hai là nhờ vào kháng kháng thể đây. Chúng ta nhờ vào hai thành phần này. Đầu tiên, bổ thể C3B của chúng ta trong máu rất là nhiều, nó gặp con viêm vi khuẩn, nó bắt vi khuẩn xong. Đây, em thấy nó bắt vi khuẩn đây, bổ thể chúng ta, người ta minh họa bằng hình tròn tròn nhỏ nhỏ đây, nó bắt con vi khuẩn. Sau khi bắt con vi khuẩn xong thì nó tiến lại, nó nạp mạng cho tế bào đại thực bào. Thì lúc này tế bào đại thực bào trồi lên thụ thể dành riêng cho C3B, nó trồi lên và thụ thể này nó áp vào, nó rất gắn rất chặt làm cái pháp, thiệt là chặt. Và sự kết dính này không bao giờ nhuộm hai cộng. Các em thấy hai cộng đây. Và cái vai trò thứ hai là vai trò của kháng thể. Kháng thể trong máu chúng ta nó cũng sẽ sử dụng đầu hai đầu FAB trên này của chữ Y. Nó bắt con vi khuẩn. Bắt xong thì cái đầu FC của nó, đầu FC đây, nó sẽ tiến về con đại thực bào. Và lúc này đại thực bào nó trồi lên thụ thể dành riêng cho FC. Và đầu FC này gắn chặt vào trong thụ thể dành riêng cho FC đó. Kết quả gắn vào, không bao giờ nhuộm. Thành ra hai cộng. Nếu như con vi khuẩn này nó xấu số, nó gặp cả hai, vừa kháng thể bắt, vừa bổ thể bắt, thì coi như kết dính là 4, 4 cộng. Đó thì chúng ta nhờ vào sự obsidian quá này mà cơ thể chúng ta bắt được các vi sinh vật xâm nhiễm rất là tốt. Sau khi bắt xong, thì các em thấy ở đây hình thành quá trình tạo ra phagosome. Thì lúc này tế bào bạch cầu chúng ta đã tự bào nó vươn cái miệng nó dài 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 ra, bên đây cũng vậy, nhưng dài 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 ra, và nó vươn dài ra nó ngoạm tròn lại. Thì các em nhìn, các em chỉ nhìn nhìn thấy cái hình tròn thôi nha, vòng tròn này thôi, vòng tròn này nó có chứa vi khuẩn và các cụ thể cùng với kháng thể lẫn bổ thể, vòng tròn này thôi, đừng có nhìn qua cái hạt lysosome, đừng nhìn hạt lysosome. Một cái vòng tròn này không, chúng ta gọi là phagosome. Đây, phagosome là chỉ vòng tròn này thôi nha. Nhưng mà sau khi tạo vòng tròn phagosome xong, nhốt cái con vi khuẩn ở trong này, thì lúc này các hạt lysosome, các thấy bên đây chúng ta có 5 hạt lysosome, đây, 5 hạt. Bây giờ trong này chúng ta chỉ còn 3 hạt thôi, 2 hạt này nó chạy vào, nó hòa màng với túi phagosome. Đây, một hạt lysosome hòa màng vào đây, một hạt lysosome hòa màng vào đây. Mà có sự hòa màng này, người ta gọi đây là cái thể mới, thể phagolysosome. Thành ra khi thi các em thấy nếu lời dẫn là phagosome thì bên trong phagosome chỉ chứa duy nhất con vi khuẩn hay đối tượng thực bào thôi. Còn nếu lời dẫn chúng ta là phagolysosome thì các em phải chọn cho thầy hai ý. Trong đó nó chứa vừa là phagosome, vừa là lysosome. Nó hai ý như vậy. Mà sau khi, ngay khi thời điểm mà lysosome nó hòa màng với cái túi phagosome thì lúc này các hạt enzyme lysosome và enzyme elacta từ trong cái túi phagosome này tràn vào trong túi lysosome này tràn vào trong phagosome và bắt đầu nó đục thủng màng của con vi khuẩn, kết hợp với hai cơ chế tiêu diệt phụ thuộc oxy và cơ chế tiêu diệt không phụ thuộc oxy mà trong bài học thầy có trình bày cho các em đó, cuối cùng giết chết cái con vi khuẩn này. Thì chất dinh dưỡng của vi khuẩn hay là cơ thể con vi khuẩn sẽ trở thành dinh dưỡng cho tế bào bạch cầu tồn tại ở khu vực giang bào. Những cái gì mà không tiêu hóa được bắt đầu nó thảy ra ngoài, nó thảy ra ngoài, nó làm cho ổ viêm chúng ta trở nên đục đi hay là có mủ. Và cái hiện tượng mà tế bào đại thực bào bắt và tiêu hủy được đối tượng thực bào thì chúng ta hình thành khả năng thứ nhất sau khi nuốt, đó tức là giai đoạn nuốt, giai đoạn thứ ba đó là hình thành là tế bào thực bào tiêu hủy đối tượng thực bào. Như vậy các em thấy quá trình thực bào chúng ta diễn ra gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn hướng về, giai đoạn thứ hai là giai đoạn tiếp cận và giai đoạn thứ ba là giai đoạn nuốt. Ở giai đoạn nuốt đầu tiên thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu xong khả năng thứ nhất là tiêu hủy đối tượng thực bào, khả năng thứ hai là bị đối tượng thực bào tiêu hủy lại.
và bị đối tượng thực bào tiêu hủy lại. Đó thì thầy lấy ví dụ như trong trường hợp mà chúng ta nhiễm HIV, sau khi nhiễm HIV thì các em biết HIV nó có cái dấu ấn bề mặt của nó GB120, rất nhạy cảm đối với CD4 trên bề mặt của các tế bào trong cơ thể con người chúng ta. Tại ra sau khi nhiễm HIV vô xong thì HIV nó tấn công vào các tế bào cơ thể chúng ta và tiêu diệt tế bào cơ thể chúng ta, thành ra tế bào bạch cầu chúng ta chết rất là dữ, và nuốt vào là chết, nuốt vào là chết. Bên cạnh con HIV thì chúng ta còn có con virus Zika. Thì ngoài virus ra thì chúng ta có con vi khuẩn hàng đầu mà giết chết tế bào bạch cầu, đó là con vi khuẩn thương hàn. Và con vi khuẩn thứ hai là chúng ta nhắc tới, đó là con vi khuẩn lao. Khả năng thứ ba là tế bào thực bào nhã đối tượng thực bào. Tế bào thực bào bạch cầu chúng ta nó như em bé em đưa ăn, gặp là nuốt, nuốt nhiều quá căng cái màng nó ra, mà căng cái màng nó ra thì không còn chỗ để cho các hạt lysosome hòa màng túi phagosome để tạo ra thể phagolysosome và tiêu diệt đối tượng thực bào. Vì vậy mà nó phải nhả bớt ra, nó thành ra gọi là tế bào thực bào nhả đối tượng thực bào. Khả năng cuối cùng, khả năng thứ tư, tế bào thực bào và đối tượng thực bào song song tồn tại, có nghĩa là thầy lấy ví dụ như các thầy cô dạy phấn, dạy bằng phấn viết trên bảng, quạt máy đẩy bụi phấn vào trong phổi các thầy cô. Tương tự các thầy cô thì các công nhân làm ở các xí nghiệp khai thác khoáng sản có bụi như khai thác cát, khai thác đá, khai thác than, khai thác cây, thì hít vào, một thời gian sau lớn tuổi thì bắt đầu ho khúc khắc. Hầu các thì lúc này các bệnh nhân này đi gặp bác sĩ chụp phim X quang thì cả hai phế trường đều có sang thương rải rác không điển hình, thành ra được chẩn đoán là bệnh phổi không điển hình, hay còn gọi là bệnh phổi nghề nghiệp. Bệnh này được một tác giả người Anh nghiên cứu phát minh ra và đặt tên là bệnh bụi phổi. Thì đó là giai đoạn, đó là tình trạng rối loạn thứ hai, rối loạn đáp ứng miễn dịch hay hiện tượng thực bào. Chúng ta chuyển sang rối loạn thứ ba, rối loạn chuyển hóa. Vậy rối loạn chuyển hóa nó hình thành là do tình trạng toan tại ổ viêm dẫn đến, mà toan tại ổ viêm thì chúng ta bàn nãy rồi, mà khi toan như vậy dẫn đến rối loạn chuyển hóa glucid, chuyển hóa lipid và chuyển hóa protein. Rối loạn thứ tư là tổn thương tổ chức và tế bào tăng sinh. Tổn thương tổ chức chúng ta có tổn thương nguyên phát và tổn thương thứ phát. Tổn thương nguyên phát là tổn thương do tác động của nguyên nhân gây viêm gây ra. Tổn thương thứ phát là tổn thương do rối loạn ổ viêm tạo ra. Bên cạnh tổn thương tổ chức thì chúng ta có hiện tượng tế bào tăng sinh, hay nói khác hơn, viêm là một quá trình có sự bắt đầu và có sự kết thúc. Bắt đầu bởi sự tấn công bởi các nguyên nhân gây viêm, và sự kết thúc là sự làm lành vết thương đó các em, hay là tế bào tăng sinh. Tế bào tăng sinh thì chúng ta có tế bào tổ viêm được tăng sinh do vai trò kích thích của các enzyme hay các cytokine tiết ra từ tế bào thực bào. Các tế bào nhu mô của cơ quan hoặc mô nơi bị viêm được tái sinh đầy đủ, khiến cho cấu trúc và chức năng của cơ quan hoặc mô hồi phục tốt hơn, tức là hồi phục trở lại bình thường rất là tốt. Thầy lấy ví dụ như bệnh nhân chúng ta bị áp xe mông đi. Bác sĩ chúng ta sau khi khám thấy áp xe nó chín mùi rồi, và bắt đầu chúng ta rạch. Khi chúng ta rạch tháo mũ, hướng cả một chén mũ kìa, mất được cả chén mũ như vậy đó, thì như vậy thì sau rạch xong thì cái mông bệnh nhân sẽ xẹp xuống, mông bệnh nhân xẹp xuống. Nhưng mà trong kỹ thuật rạch áp xe thì chúng ta phải chèn mép vào. Trước khi chèn mép vào thì thầy thuốc chúng ta làm một động tác khá thô bạo, là chúng ta dùng cái bench, chúng ta kẹp vào bông gòn hay là gạt, chúng ta nhúng vào dung dịch sát khuẩn, chúng ta đặt thẳng góc với cái đáy ốp xe, đặt thẳng vào đó, và bắt đầu chúng ta ngoái như không bực, ngoái thật là mạnh các em đó. Và khi chúng ta ngoái như vậy thì chúng ta đã bóc ra toàn bộ cái lớp giả mạc. Lớp giả mạc là hàng rào khu trú giữa mô áp xe, mô áp xe và mô lành, giữa khối hoại tử và mô lành. Ở bên khối hoại tử thì các em biết là khối mô hoại tử là tràn ngập vi khuẩn, vi khuẩn nó bám tràn ngập vào hàng rào lớp giả mạc này. Còn trong khi bên mô lành thì các tế bào bạch cầu chúng ta án ngữ rất là nhiều, hãy còn bệnh vi khuẩn là chui ra, chui qua là giết, chui qua là giết. Bạch cầu chúng ta đứa con nào mà chui qua thì vi khuẩn cũng tấn công. Đó, như vậy nó giống như hàng rào, ấp hàng rào giữa hai cái trận chiến, một bên bạch cầu
một bên là con vi khuẩn. Và khi chúng ta kéo hết cái lớp giả mạc đó ra, nghĩa là chúng ta đã giật mạnh, đứt mạch máu, đứt thần kinh, thì bệnh nhân rất đau em. Và mạch máu, các bao mạch bị đứt. Và khi đứt mao mạch như vậy, máu tràn vào trong cái ốp xe chúng ta. Khi máu tràn vào ốp xe chúng ta, bạch cầu tràn vào rất là nhiều. Bạch cầu tràn vào bắt đầu nó phóng ra cái enzyme và các cytokine có nhiệm vụ là kích hoạt sự tái sinh ở cái mô bị tổn thương, tức là gây sự tạo sự phục hồi toàn bộ các ổ áp xe của chúng ta trở ra các mô bình thường. Nó tái sinh đầy đủ các mô và liên kết mô hạt, tái sinh thần kinh, tái sinh mạch máu, tái sinh mạch bạch huyết, vân vân, trả lại cái mô bình thường cho chúng ta. Thành ra lúc đầu áp xe đặt xong, bệnh nhân được nhét mét đầy vào trong đó, thì ta là cái mông, mông giả, mông giải mùng, mông mét. Nhưng sau đó một thời gian thì cái mông được phục hồi lại hoàn toàn đối với cái mông, các tổ chức của chúng ta là cái mông thật. Đó là toàn bộ phần viêm cấp em. Chúng ta chuyển sang phần thứ hai là viêm mảng. Viêm mảng, thời gian được tính viêm mảng là quá trình kéo dài trên 2 tuần, tức là ngày thứ nhất tuần thứ ba chúng ta gọi là viêm mảng tính. Hình ảnh đặc trưng của viêm mãn tính là sự tẩm nhuận rất nhiều tế bào lympho, đại thực bào và có xuất hiện u hạt. Ở đây các em thấy nó khác với tình trạng viêm cấp tính. Viêm mãn tính là tập trung rất nhiều tế bào lympho, trong khi viêm mãn tính, viêm cấp tính của chúng ta hồi nãy các em thấy tế bào bạch cầu đa nhân, trung tính đa nhân, ái toan và tế bào đại thực bào. Mà lúc ba tế bào đang chiến đấu trong viêm cấp tính thì duy nhất chỉ có tế bào đại thực bào đi theo đường mạch bạch huyết, bắt con vi khuẩn xong theo đường mạch bạch huyết nó chạy vào lympho gần nhất và trình diện cho tế bào lympho để kích hoạt tế bào lympho trong 2 tuần đầu của viêm cấp tính. Thành ra bước qua tuần thứ 3, tức là ngày đầu tiên của tuần thứ 3, trở thành viêm mãn, số lượng tế bào lympho tăng lên rất là đông kem. Do đó tế bào lympho tăng đặc trưng cho tình trạng viêm mãn tính. Còn chúng ta quay trở lại tình trạng viêm cấp tính, đại thực bào nó chạy đi rồi, nó bảo toàn lực lượng của nó. Thành ra ngay ổ viêm sự chiến đấu bây giờ chỉ còn lại có bạch cầu trung tính và bạch cầu ái toan. Cả hai sáp lá cà đánh với con vi khuẩn, đứa nào cũng chết. Nhưng mà lực lượng trung tính nó đông hơn, lực lượng ái toan thì ít hơn. Đồng thời khi mà cơ thể chúng ta bị nhiễm trùng thì tủy xương lại tăng sinh bạch cầu nữa, mà tăng sinh theo tỷ lệ phần trăm, trung tính tăng sinh rất nhiều, ái toan tăng sinh rất ít. Nó do đó đem ra ái toan chết tiệt. Vì vậy mà trong giai đoạn viêm cấp tính, bạch cầu ái toan chết la liệt em, chết dữ dội, chết rất là nhiều. Trong khi trong giai đoạn viêm mãn tính thì bạch cầu ái toan của chúng ta nó lại không có tham gia. Trong khi bạch cầu trung tính thì nó cũng chết vậy, nhưng mà số lượng nó quá đông, do đó trong máu ngoại vi bạch cầu trung tính nó tăng lên rất là cao. Do đó bạch cầu trung tính là một loại bạch cầu đặc trưng cho tình trạng viêm cấp tính. Ví dụ như trong viêm ruột thừa, sau khi bác sĩ chúng ta xác định bệnh nhân là viêm ruột thừa rồi, thông qua kiểm chứng lâm sàng như là bệnh nhân sốt, bệnh nhân đau điện dùng hốt chậu phải, khám điện mắt bụng nay dương tính, siêu âm nghi ngờ viêm ruột thừa, rồi xét nghiệm máu chúng ta trả lời là bạch cầu trung tăng, đặc biệt bạch cầu đa nhân trung tính tỷ lệ phần trăm tăng rất là cao. Đó, thành ra chúng ta chẩn đoán viêm ruột thừa. Vì vậy mà đặc trưng của viêm cấp tính là chúng ta chọn số lượng bạch cầu tăng kèm theo tăng bạch cầu đa nhân trung tính. Đặc trưng của viêm mãn tính là số lượng bạch cầu tăng, trong đó kèm theo tăng bạch cầu lympho. Ngoài ra thì chúng ta còn thấy có xuất hiện u hạt kem. Thuật ngữ u hạt là như thế này. U hạt thì chúng ta nói lên cái tình trạng bạch cầu chúng ta nó quấn không có lợi, quấn không lợi các con vi sinh vật tạo u hạt, ví dụ vi khuẩn lao hay là vi khuẩn phong. Quấn lợi thì nó thấy con vi khuẩn phong nằm ở trong khối tế bào đang tấn công tế bào đó, thì bắt đầu lực lượng bạch cầu nó đến, nó bao vây nó phóng các cytokine, và các cytokine nó bọc tròn cái khối tế bào đó lại và nó nhốt con vi sinh vật nằm trong đó, vi khuẩn nằm trong đó. Vi khuẩn trong đó nó tấn công cái tế bào, ăn giết thì hết tế bào, chỉ còn mình ăn nó thôi. Còn một mình nó thì thế là bắt đầu nó co rút người nó lại, hoặc là nó chết tạo thành một cái hạt nhỏ nhỏ, hoặc là nó không chết nó tạo thành một cái bào nang, một cái nang. Nó thành ra nó tạo ra cái u nhỏ nhỏ, cái u hạt.
Với thái độ xử trí thì chúng ta phải xác định rõ lúc nào cần bảo vệ ổ viêm và lúc nào cần xử lý ổ viêm. Nói về bảo vệ ổ viêm thì chúng ta sẽ bảo vệ ổ viêm trong trường hợp chúng ta tiêm ngừa. Tiêm ngừa chúng ta phải bảo vệ ổ viêm để mà tạo ra tình trạng viêm, tạo ra sự lôi kéo bạch cầu đa nhân trung tính ái to, bạch cầu đa tế bào ra tấn công ổ viêm và nó còn kích hoạt tế bào bạch cầu lên vô để tạo ra sức đề kháng. Chúng ta thông qua lympho B tạo kháng thể, thông qua lympho TC tạo sức đề kháng. Cũng giống như chúng ta tiêm ngừa SARS-CoV-2 cũng vậy các em. Chúng ta tiêm ngừa để chúng ta tạo ra kháng thể của chúng ta chống lại con SARS-CoV-2. Chúng ta tạo ra tế bào TC chúng ta chống lại con SARS-CoV-2 trong miễn dịch tế bào. Nó thành ra giúp cho cơ thể chúng ta thoát được cái tình trạng nhiễm SARS-CoV-2. Nếu như nó có vào cơ thể chúng ta sau khi chúng ta tiêm ngừa xong 2 mũi thì cơ thể chúng ta sẽ kháng lợi, sẽ chống lại. Thành ra chúng ta như lỡ như có nhiễm thì chống chọi được nó, đuổi nó ra, giết sạch nó thì chúng ta hết bệnh. Còn lỡ như mà đuổi không hết nó, giống như những trường hợp mà tiêm ngừa rồi vẫn nhiễm, vẫn viêm phổi thì tình trạng viêm phổi nó nhẹ hơn và kết thúc bệnh lý cũng nhanh hơn và chúng ta khỏe ra lẹ hơn. Nó thì đó là trường hợp tiêm ngừa. Vì vậy tiêm ngừa dứt khoát không có điều trị kịp. Và chúng ta sẽ xử lý ổ viêm khi mà tình trạng viêm hình thành ngoài tiêm ngừa. Và khi xử lý ổ viêm chúng ta phải xác định rõ lúc nào chúng ta điều trị nội khoa, lúc nào chúng ta điều trị phẫu phẫu thuật. Đó là các em phải biết lúc nào điều trị nội và lúc nào điều trị ngoại. Và trong đó đặc biệt là chúng ta ưu tiên điều trị nguyên nhân hơn là điều trị triệu triệu chứng. Ưu tiên điều trị nguyên nhân hơn là điều trị triệu chứng kem. Tại vì chúng ta bắt đầu từ nguyên nhân gây viêm. Tại ra chúng ta giải quyết nguyên nhân xong rồi thì tất cả triệu chứng nó sẽ biến mất. Tuy nhiên trong các bệnh của chúng ta thì có một cái bệnh mà chúng ta phải ưu tiên hàng đầu là điều trị triệu chứng hơn là điều trị nguyên nhân, đó là bệnh tiêu chảy cấp. Bệnh nhân tiêu chảy cấp vào bệnh viện chúng ta bệnh rất là nhiều, rất là nặng, thành ra chúng ta bồi hoàn nước điện giải thật là nhanh để cứu bệnh nhân sống lại đó. Rồi sau đó chúng ta xử trí song song hoặc xử trí sau là điều trị nguyên nhân không sao. Thành ra trong tiêu chảy cấp chúng ta ưu tiên điều trị triệu chứng hơn là điều trị nguyên nhân. Và câu hỏi bài tập tự học chúng ta là trình bày cơ chế sưng, nóng, đỏ và đau trong viêm cấp tính. Như vậy thầy kết thúc bài viêm ở đây. Các em có thắc mắc bài viêm gì không? Sau đó chúng ta chuyển sang học sang bài sốt. Có thắc mắc gì trong bài viêm không các em? Có cần hỏi gì không? Em có thắc mắc gì trong bài viêm không? Em cần hỏi gì trong bài viêm không? Nếu không thì chúng ta sẽ chuyển sang học bài tiếp theo là bài sốt các em. Ok, em trả lời cho thầy nghe coi sốt khác nóng ở chỗ nào kem. Lớp phó phong trào. Sốt khác nóng ở chỗ nào em? Em có nghe được không? Sốt khác nóng ở chỗ nào? Dạ, Lớp phó phong trào. sốt là tình trạng nóng của thân nhiệt toàn thân, còn nóng là một cái ổ khu trú. Nóng là biểu hiện khu khu trú tại tại chỗ, đúng rồi đó, nhưng giống như bài viêm chúng ta mới vừa học xong. Còn sốt là biểu hiện nóng toàn toàn thân, đúng rồi. Thầy kể cho em nghe là thầy có bệnh nhân bà mẹ bồng em bé vào. Khi bà mẹ bồng em bé vào thì thầy thấy cái trán của em bé có dán cái thuốc dán hạ nhiệt rất là to, dán giáp trán. Như vậy các em suy nghĩ coi miếng dán hạ nhiệt đó có hiệu quả không?
Mới nhà nhiệt thì quá không các em? Rồi, không biết. Thầy có một bệnh nhân khác nữa, bà mẹ bồng em bé lại. Thì em bé trên trán dán có một miếng vuông vuông nhỏ nhỏ thôi, vuông vứt nhỏ nhỏ thôi. Thầy thấy hơi kỳ kỳ. Rồi khi thầy khám bệnh thì được dán áo của em bé lên, thì thầy thấy cái bụng lên dài, cái ngực dán một bên là ba miếng thuộc dạng mà các miếng vuông vuông nhỏ nhỏ. Cái thầy sau đó thầy chuyển qua khám phổi. Khám phổi thì thấy ở phía sau lưng thì lại dán cũng song song bên ba miếng là sáu miếng. Thầy mới hỏi, như vậy chị còn dán chỗ nào nữa không? Có, tay chân đều có dán hết. Hỏi tại sao dán đều vậy? Nó thầy, tôi sờ chỗ nào cũng cũng nóng. Mà miếng dán này là miếng dán cho hết nóng, thành ra tôi cắt tôi dán chỗ đều bởi vì mua con miếng. Đó thì các em thấy, dù hoặc là chúng ta dán một miếng ở trán, hoặc là chúng ta dán hết toàn thân như vậy, chút 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 như vậy, có hiệu quả không các em? Đó thì các em suy nghĩ. Muốn có biết hiệu quả không thì chúng ta đi vào cơ chế của sốt, chúng ta sẽ rõ hơn. Bài này thì trình bày các em, thứ nhất là khái niệm nguyên nhân, cơ chế và các giai đoạn của sốt. Thứ hai là rồi chuyển hóa và rồi chuyển phận trong sốt. Thứ ba là các dạng biểu hiện của sốt và ý nghĩa sinh học của sốt. Sốt là một tình trạng tăng thân nhiệt do lòng trung tâm điều hòa nhiệt độ dưới tác động của các nguyên nhân gây bệnh, thường là các yếu tố có hại như vi khuẩn và virus. Như vậy giữa vi khuẩn và virus, vi nào gây sốt cao hơn các em? Em đã trả lời cho thầy nghe coi, vi nào gây sốt cao hơn? Vi khuẩn hoặc là virus, vi nào gây sốt cao hơn? Dạ virus. Virus, đúng là chính xác. Giống như bây giờ SARS-CoV-2, thành ra chúng ta SARS-CoV-2 mà nhiễm vào người chúng ta thì chúng ta đánh giá bằng cách đo thân thân nhiệt là chủ yếu. Đó, virus sốt rất là dữ các em. Và chúng ta học sinh lý rồi, nhiệt độ bình thường của cơ thể con người Việt Nam chúng ta dao động từ 36 rưỡi đến 37 rưỡi, thành ra 37,6 trở lên gọi là sốt. Về nguyên nhân gây sốt thì chúng ta có nguyên nhân nhiễm vi sinh vật và nguyên nhân không do nhiễm vi sinh vật. Thì về hai dạng nguyên nhân này thì các em thấy nó giống hệt như nguyên nhân gây viêm. Nó thành ra người ta gọi có viêm thì sẽ có sốt. Hay nó khác hơn, một bệnh nhân chúng ta vào mà có sốt thì bản thân bác sĩ chúng ta phải tìm coi nguyên nhân tại sao bệnh nhân bị sốt, tức là chúng ta tìm coi có ổ viêm đâu đó, tức là nguyên nhân gây viêm để mà chúng ta chẩn đoán bệnh viêm cái gì, bệnh gì. Nhưng mà một tác giả mà phát minh ra cái bài sốt này, phát minh ra cơ chế sốt này thì tác giả mới đặt nguyên nhân gây sốt, nguyên nhân nhiễm vi sinh vật hay là nguyên nhân không do nhiễm vi sinh vật thành một cái tên chung gọi là chất gây sốt ngoại ngoại sinh. Mà chữ ngoại này thì các em hiểu dùm thầy, do tác giả đặt thôi, đặt tất cả nguyên nhân gây sốt là chất gây sốt ngoại sinh, chứ em đừng có ngầm hiểu nhầm. Em đừng đừng có hiểu nhầm cái chữ ngoại này, chữ ngoại này là nguyên nhân bên ngoài là sai các em. Nên sau này khi thi mà các em thấy có lời dẫn là chất gây sốt ngoại sinh, thì chúng ta nói về nguyên nhân gây sốt đó, thì các em nhớ chọn cả nguyên nhân bên ngoài lẫn nguyên nhân bên bên trong, chứ đừng có chọn nguyên nhân bên ngoài không là thiếu. Bởi vì chúng ta có chất gây sốt nội nội sinh đây, chất sốt nội sinh đây. Cơ chế sốt chúng ta thì có hai con đường tạo ra cơ chế sốt. Một con đường đầu tiên là con đường viêm cấp tính là bên đây. Con đường thứ hai là con đường viêm mãn mãn tính. Chúng ta có hai con đường, hai con đường thì con đường nào cũng đều dẫn đến sản phẩm cuối cùng là sốt đây đó. Con đường thứ nhất là con đường viêm cấp tính. Mà khi viêm cấp tính thì các em biết là chúng ta có chất gây sốt ngoại sinh. Chất gây sốt ngoại sinh khi nó vào cơ thể chúng ta thì bạch cầu ra tấn công liền, trong đó có bạch cầu đại nhân trung tính, đại nhân ái to và đại thực bào. Các bạch cầu này nuốt các vi sinh vật xâm nhiễm hay nuốt các vật lạ xuất hiện trong cơ thể chúng ta, nuốt xong nuốt dài 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 cho tới chết, nó phóng ra chất gây sốt nội sinh. Và chất gây sốt nội sinh sau khi được phóng ra, nó sẽ kích thích lên trung tâm điều hòa thân nhiệt. Sau khi kích thích trung tâm điều hòa thân nhiệt thì bắt đầu trung tâm điều hòa thân nhiệt của chúng ta ở vùng dưới đồi, nó sẽ hoạt hóa axit A ra khi đường huyết đang bất hoạt thành hoạt hóa. Mà sau khi được hoạt hóa xong
Thì axit này xúc tác việc sản sinh monoamin, tạo ra rất nhiều monoamin, và monoamin này lại kích hoạt AMP vòng bất hoạt thành AMP, AMP vòng hoạt quá. Sau khi được hoạt quá AMP vòng xong, thì chính AMP vòng hoạt quá này nó sẽ tác động lên các cassipoid. Các cassipoid là những cái điểm điều nhiệt nằm ở trên màng tế bào thần kinh ở trung tâm điều hòa thân nhiệt. Khi cassipoid bị thay đổi thì nó sẽ tác động phát một cái lệnh cho toàn bộ các tế bào trong cơ thể chúng ta tăng cường chuyển hóa. Mà khi tăng cường chuyển hóa như vậy thì ATP được sản sinh ra thật là nhiều, AMP được sản sinh ra nhiều, như vậy thân nhiệt bắt đầu sẽ tăng, tăng dần, tăng dần, tăng dần lên. Bên cạnh đó, cassipoid còn ra một cái lệnh thứ hai là co toàn bộ các mao mạch ngoại vi. Mà khi co toàn bộ các mao mạch ngoại vi thì hiện tượng thể nhiệt chúng ta sẽ bị giảm dần đến ức chế. Do đó không có thoát nhiệt ra ngoài, mà thân nhiệt càng lúc càng tăng mà lại không thoát ra ngoài được. Nó thành ra tạo ra tình trạng nhiệt độ cơ thể của bệnh nhân càng lúc càng tăng, và chúng ta gọi đó là sốt. Cơ chế sốt này do tác giả Rosendorf phát minh ra. Theo con đường viêm mãn tính, con đường viêm mãn tính thì chúng ta nói, nhìn đây các em thấy, khi viêm mãn tính thì chúng ta thấy xuất hiện tế bào lympho, lympho T. Ở đây chúng ta nói về lympho TH. Lympho TH sau khi được kích hoạt xong thì nó được đẩy ra máu ngoại vi thật là nhiều trong giai đoạn viêm mãn tính. Và lúc này chất gây sốt ngoại sinh chúng ta bên đây chúng ta là chất gây sốt ngoại sinh. Nhưng mà qua tới viêm mãn tính thì nó lại đổi thành kháng nguyên. Thành ra trong viêm mãn tính chúng ta gọi các nguyên nhân gây viêm, nguyên nhân gây sốt là kháng nguyên. Giờ thầy lấy ví dụ như vi khuẩn lao đi. Trong giai đoạn viêm cấp tính, vi khuẩn lao nó tấn công vào cơ thể chúng ta. Sau 2 tuần dù điều trị không điều trị, vi khuẩn lao nó vẫn tồn tại rất là dữ, các em không giết được nó liền đâu. Nó thành ra nó chuyển qua viêm mãn tính. Lúc này tế bào lympho T được đẩy ra máu rất là nhiều, nó nhìn thấy con vi khuẩn lao tràn ngập trong cơ thể của bệnh nhân. Mà trong khi đó thì lực lượng bạch cầu đa nhân ái toan chết hết trơn rồi, la liệt tiêu hết rồi, còn rất ít hoặc là biến mất. Chủ yếu bây giờ chỉ còn lại là bạch cầu đa nhân trung tính và bạch cầu đại thực. Đại thực bào nhưng số lượng nó giảm rất là dữ, tại vì nó cũng chết rất là nhiều rồi. Và khi nó chết nhiều như vậy, bắt đầu nó sinh ra cái chuyện nhút nhát sợ sệt, nó không dám tấn công vi khuẩn lao nữa. Từ cái chỗ đó mà tế bào lympho TH của chúng ta mới nhìn thấy có chuyện này. Do đó TH chúng ta nó mới phóng ra các lympho-kin. Và các lympho-kin này nó sẽ tưới điều lên trên màng của quần thể bạch cầu đa nhân trung tính, bạch cầu đại thực bào đang nhút nhát này. Sau khi được tưới cái lượng lympho-kin lên trên màng thì các tế bào bạch cầu đa nhân trung tính lẫn đại thực bào nó trở nên hùng mạnh, mạnh mẽ lên, nó lắc qua lắc lại và nó tiến thẳng về con vi khuẩn lao để nuốt con vi khuẩn lao. Nó đâu có ngờ rằng sau khi nuốt vi khuẩn lao xong nó cũng chết. Giống như thanh niên Việt Nam chúng ta uống nhầm thuốc, thuốc lắc, uống vào là phải lắc. Đó, như vậy chúng ta có hai con đường, con đường viêm cấp tính và con đường viêm mãn tính. Cái con đường này đều dẫn đến sốt, các em, đều tạo ra chất gây sốt nội sinh, đều dẫn đến sốt. Và các em suy nghĩ giùm thầy coi, giữa hai con đường viêm cấp tính và con đường viêm mãn tính, con đường nào sốt cao hơn? Em nào suy nghĩ được trả lời giùm thầy coi, viêm cấp tính hay là viêm mãn tính, viêm nào sốt cao hơn? Viêm cấp hay viêm mãn? Tại sao? Viêm cấp sốt cao hơn hay viêm mãn sốt cao hơn các em? Lớp trưởng lớp 2. Dạ em nghĩ là viêm cấp sốt cao hơn. Tại sao? Em đoán vậy chứ em không biết. Không biết. Rồi chuyển qua lớp học tập. Dạ em cũng đoán là viêm cấp. Viêm cấp sốt rồi, chính xác rồi, nhưng mà tại sao nè? Rất đơn giản thôi. Em nhìn trên slide trả lời, rất đơn giản thôi. Tại viêm cấp là đột ngột. Không phải. Sao? Tiếp tục suy nghĩ nữa. Muốn sốt cao
thì chất gây sốc nội sinh phải. Phải sao? Muốn sốt cao thì chất gây sốc nội sinh phải thật là nhiều. Đó. Mà các em đã trả lời là viêm cấp sốt cao hơn, thì có nghĩa là viêm cấp chất gây sốc nội sinh nó thật là nó nhiều hơn so với viêm viêm mãn. Như vậy tại sao trong viêm cấp chất gây sốc nội sinh được sinh ra nhiều hơn là do? Do bạch cầu với đại thực bào nó được quy động tới cái ổ viêm nhiều hơn. Nhiều hơn, và lúc đó nó chưa chết nhiều, nó còn rất là đông, thì nó sinh chất gây sốc nội sinh thật là nhiều, đúng rồi đó. Do lực lượng bạch cầu của bên viêm cấp nó đông, trong cái lực lượng bạch cầu bên viêm mãn ít, bởi nó chết nhiều quá rồi. Nó thành ra khi viêm cấp sốt là cao và viêm mãn thì sốt ít hơn. À, cũng như chúng ta nếu mà nhiễm SARS-CoV-2 thì bạch cầu chúng ta huy động toàn lực em. Mặc dù mình biết quấn với nó không phải chuyện đơn giản, bạch cầu đem ra chiến đấu rầm rộ, quấn nó dữ dội. Đó, bạch cầu quấn nó rồi bạch cầu cũng chết, mà chết dài dài thì phóng chất gây sốc nội sinh ra dài dài, thành ra sốt nó diễn ra rất là dữ, sốt ào ào ào. Đó, thì chúng ta đang trong giai đoạn chiến đấu này đối với con SARS-CoV-2 là vậy các. Rồi cảm ơn các em. Rồi, các giai đoạn của sốt, chúng ta có ba giai đoạn của sốt: một là sốt tăng, hai sốt đứng, ba là sốt lui. Trong giai đoạn sốt tăng thì lúc này tình trạng sản nhiệt theo lệnh của set point sản xuất rất dữ, sản nhiệt tăng rất là cao, lớn hơn thể nhiệt và lớn hơn 1. Lúc này bệnh nhân ớn lạnh, rét run, da nhợt, giảm tiết mồ hôi, huyết áp tăng nhẹ. Ở trên lâm sàng, ở đôi khi sau này các em ngồi trực phòng khám ở bệnh viện, các em sẽ thấy bệnh nhân vào. Bệnh nhân vào, thầy lấy ví dụ như một bệnh nhân buổi trưa đi, 12 giờ trưa các em đang ngồi trực. Một bệnh nhân nam vào, đầu thì đội nón len, chân thì mang giày bót, mặc quần jean, khoác thêm cái áo len nữa. Thì khi bước vào phòng khám thì gặp các em và gặp điều dưỡng. Thì điều dưỡng hỏi liền, đi đâu đây? Điều dưỡng nó sợ mấy thằng khùng vô. Hỏi liền đi đâu đây? Thì cái người bệnh nhân này nói, dạ đi khám bệnh. Bệnh nhi, nóng. Thì điều dưỡng kêu leo lên giường. Khi mà lên giường xong thì điều dưỡng đặt cái ống thủy nhiệt kế đó kìa. Hay bây giờ chúng ta có cái súng bắn rồi. Bắn cái đùng. Sau khi điều dưỡng lấy cái súng bắn vô trán bệnh nhân thì một cái nhiệt độ 39 độ rưỡi, 40 độ luôn. Bệnh nhân sốt rất là cao, các em sốt lắm. Cái điều dưỡng hét lớn lên, cởi đồ ra. Thế là bệnh nhân lần lượt cởi cái áo len ra, tới cái áo gió bên trong. Áo gió bên trong cởi ra, gặp cái áo len tử thân, cởi áo len tử thân ra. Thì lại gặp một cái áo thun cởi ra, gặp áo thun ba lỗ. Bắt cởi luôn ở trần luôn. À. Rồi sao? Nó thì bắt đầu bệnh nhân ở trần xong bệnh nhân bắt đầu run. Bệnh nhân than lạnh quá, lạnh quá. Các em đứng đó các em thấy mũi lòng lắm, rất lạnh. Ôi tại sao bệnh nhân vẫn than lạnh kìa? Lạnh dữ lắm đó, lúc đó bệnh nhân lạnh dữ lắm. Có thể lấy tình huống như một em bé đi. Bà mẹ, em bé sốt, bà mẹ chở thẳng vào bệnh viện. Bà mẹ quấn không biết bao nhiêu lớp. Vô tới bệnh viện thì điều dưỡng kêu lột hết, bắt đầu cởi hết trơn toàn bộ đồ trên người em bé, khăn khiến và quấn cởi sạch ra, em bé nằm trần truồng ở trên trên cái giường. Em bé cởi ra xong em bé, mẹ ơi con lạnh quá mẹ, con lạnh quá mẹ. Đó thì các em thấy thôi. Như vậy thứ nhất là tại sao bệnh nhân lạnh, thứ hai cởi đồ ra như vậy có hiệu quả không? Đó thì các em suy nghĩ rồi, tại sao lạnh các em? Em nào dạ suy nghĩ được trả lời thầy coi, tại sao bệnh nhân lạnh? Dạ do thay đổi điểm chuẩn. Sao điểm chuẩn, tại sao điểm chuẩn lúc này thay đổi? Dạ là do gói loạn trung tâm điều nhiệt. Nó làm tăng cái điểm chuẩn lên, cho nên là mình cảm thấy lạnh. Tăng điểm chuẩn lên làm cho bệnh nhân có cảm thấy lạnh. Nó là một ý rồi, ý thứ hai nữa. Sao bệnh nhân lạnh thực sự chứ không phải cảm giác lạnh nha, lạnh thực sự luôn, thành ra cái triệu chứng thầy ghi đây là ớn lạnh rét run.
Sao ngoài điểm chuẩn ra còn gì nữa? Em nào biết? Tại sao bệnh nhân cảm thấy lạnh dữ dội là do cơ chế nào nè? Bên cạnh chỉ điểm chuẩn ra, nhưng cơ chế quan trọng nhất là do em là trả lời được là do gì? Do gì các em? Hồi nãy chúng ta mới vừa học xong cái cơ chế của số là do gì? Giảm thể nhiệt do co toàn bộ mao mạch ngoại ngoại vi, mà khi co toàn bộ mao mạch ngoại vi lại thì làm cho bệnh nhân có cảm giác rất là lạnh, lạnh lắm kem, và nhiệt độ càng tăng thì mạch máu ngoại vi càng co, thành ra bệnh nhân càng cảm giác rét run nhiều hơn. Thì ngay lúc này điều dưỡng mới mới nói với, mà khi co mạch ngoại vi như vậy thì làm cho da niêm bệnh nhân nhợt nhạt, mà khi co mạch ngoại vi thì máu dồn về nội tạng quá tăng nhẹ lên kem, lưu lượng tuần hoàn tăng quá tăng nhẹ lên một chút, mà khi co mạch ngoại vi thì không có tiết mồ hôi, là giảm tiết mồ hôi dữ dội, da vẫn khô. Lúc này điều dưỡng làm gì, kêu kê làm gì kem? Điều dưỡng nói với bà mẹ, điều dưỡng nói với bà mẹ là đó, bà mẹ mà có bệnh nhi đó, thì điều dưỡng nói đó, tôi có cái thau nhỏ nhỏ đó, tôi có cái khăn sạch để đó, tôi có cái bình thủy nước sôi đó, chị hứng nước trong vòi, sau đó chị để nước sôi vào, chị pha cho nó ấm, vừa ấm bàn tay, chị lấy khăn chị lau cho bé. Nó như vậy, khi mà chúng ta nhúng khăn vào trong nước ấm, chúng ta dắt ráo nước và chúng ta dùng tay chúng ta chà nhẹ cái khăn trên da em bé, giống như massage nhẹ nhẹ trên da em bé như vậy, thì hiện tượng này chúng ta gọi là lau ấm, và nhờ lau ấm đó mà thân nhiệt của bé nó đang sốt 39,5, nó giảm từ 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 xuống rất là tốt kìa, góp phần hạ nhiệt cho bé rất là nhanh đó. Thì điều dưỡng dạy bà mẹ lau đầu tiên là lau mặt, nếu mà có một cái khăn đầu tiên chúng ta lau mặt, tức là lau mặt lau trán, sau đó chúng ta lau cả người, và sau đó chúng ta lau nách, và cuối cùng chúng ta lau bẹn. À, thì mục đích chúng ta lau như vậy để chi em? Động tác lau nhẹ 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 trên da bé để làm gì? Em đã trả lời được câu này. Mục đích lau nhẹ nhẹ trên da bé làm gì em? Nhờ giãn mạch máu ngoại vi. Chính xác. Nó khi chúng ta lau nhẹ 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 với nước ấm như vậy, khăn ấm như vậy, thì nó kích thích phản xạ thần kinh sợi trục, tức là nó chống lại tình trạng co mạch, hưng phấn thần kinh giãn, giãn mạch, và khi giãn mạch ngoại vi như vậy, thân nhiệt sẽ thoát ra ngoài được, và bệnh nhân cảm thấy đỡ ớn lạnh, rét run hơn, đó thì rất là tốt. Thành ra chúng ta có cái xử trí nhanh và lẹ cho em bé, là bên cạnh chuyện chúng ta cho uống thuốc hạ nhiệt khi sốt cao, là chúng ta phải cho lau ấm là như vậy các. Nhưng nhớ dùng thầy, chúng ta chỉ sử dụng lau ấm cho em bé thôi, chứ bệnh nhân người lớn chúng ta không lau ấm như các em. Bệnh nhân người lớn thì chúng ta khuyến cáo là nên cho uống thuốc liền tại chỗ, chứ không cho lau ấm, tại vì nhiều bác sĩ chúng ta lợi dụng tình trạng lau ấm đó mà dẫn đến những chuyện không hay, ví dụ như bác sĩ nam đi lau ấm cho các cô bệnh nhân nữ thì rất nguy hiểm các. Thứ hai là sung đứng. Và cơ thể chúng ta khi lấy các chất vào để mà chuyển hóa thì lúc đầu gom vào một lượt chuyển hóa xong phải chờ đợt chuyển các chất đưa vào thứ hai, đợt hai nữa, thành ra sản nhiệt nó ngưng lại không tăng lên, và thải nhiệt nó rượt theo, hai cái số lượng sản nhiệt thải nhiệt bằng nhau, thành ra kết quả bằng một. Lúc này nhiệt độ vẫn còn cao, da vẫn còn khô, mồ hôi vẫn còn chưa ra, thở nhanh nên thảy bớt nhiệt độ ra ngoài. Và trên lâm sàng chúng ta không phân biệt được đâu là sốt tăng, đâu là sốt đứng, bởi vì bệnh nhân sốt rất là cao, da bệnh nhân vẫn khô, bệnh nhân vẫn lạnh, nó thành ra chúng ta không phân biệt được giữa sốt tăng và sốt đứng. Nhưng chuyển sang giai đoạn thứ ba là sốt lui. Sang đoạn sốt lui thì sản nhiệt trên thể nhiệt nhỏ hơn một, lúc này thể nhiệt vượt qua mặt sản nhiệt luôn, chúng ta chưa đang chờ cái đợt sản nhiệt thứ hai nó hình thành, thì lúc này mồ hôi ra nhiều, bệnh nhân tiểu nhiều,
thì lâm sàng chúng ta biết được bệnh nhân có sốt lùi là ngay trong thời điểm mồ hôi giả ra. Nhưng nếu như chúng ta không điều trị bệnh nhân này đang sốt lùi mà không điều trị thì sau đó sáng nhiệt lại tiếp tục hình thành theo lệnh của sếp phôi và bắt đầu hình thành giai đoạn sốt tiếp theo là sốt tăng rồi lại sốt đứng rồi lại sốt sốt lùi, như vậy tăng đứng lùi nó diễn ra liên tục nếu như chúng ta không xử trí, làm cho bệnh nhân có cảm giác lạnh lạnh rồi bắt đầu nóng, khi mồ hôi ra nhiều bắt đầu cảm giác nóng, nóng xong bắt đầu nó co mạch ngoại vi lại bắt đầu tiếp tục sốt tăng lại 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 lạnh, sốt đứng lại lại lạnh, cái qua sốt lui lại lại nóng, thành ra cơ thể người bệnh như chúng ta cứ thang lạnh nóng như vậy hoài. Do đó đôi khi kem trực cái phòng khám bệnh nhân vào, bệnh nhân đang sốt, bệnh nhân vào bệnh nhân khai là sau từ sáng tới giờ mà sau khi cái họng bắt đau đau quá, cái bắt đầu bắt nao bắt lạnh lạnh rồi nóng lạnh nóng liên tục cho tới bây giờ bắt đến bắt gặp con trong bệnh viện để khám bệnh. Tôi chỉ các em phải hiểu đây là tình trạng biểu hiện của các giai đoạn của sốt, sốt tăng, sốt đứng và sốt sốt lùi, rất đơn giản và chẳng gì khó khăn cả. Chuyển sang đoạn chuyển hóa trong sốt. Đầu tiên đoạn chuyển hóa về lysis. Để có sự tăng nhiệt độ như vậy thì cơ thể chúng ta phải quy động chuyển hóa gluco thật là giữ vào trong chu trình rét. Do đó muốn nhiệt độ tăng thì chúng ta phải tăng cường chuyển hóa năng lượng và tiêu thụ oxy tăng, trong đó đặt hàng đầu vẫn là tăng chuyển hóa gluco. Mà khi sử dụng gluco trong máu hết rồi không đủ nữa mà nhu cầu của sếp phôi bắt phải tăng nhiệt lên nhiều hơn nữa thì cơ thể chúng ta bắt buộc phải phân hủy glycogen dự trữ ở gan và cơ ra. Mà khi phân hủy glycogen dự trữ ở gan và cơ ra thì làm cho đường trong máu bệnh nhân đang sốt cao tăng lên. Và thêm vào đó quá trình chuyển hóa bắt đầu nó tăng lên, mà chuyển hóa càng nhanh càng nhiều thì các sản phẩm axit càng đào thải ra nhiều và axit lactic cũng đào thải ra cực kỳ nhiều. Axit đào thải ra càng nhiều thì bệnh nhân chúng ta khi bị sốt lại có cảm giác là uể oải, đau đầu đó, mệt mỏi đó, và đặc biệt chúng ta làm biếng, đặc biệt nữa nếu là sinh viên thì làm biếng đi thì hào bây giờ học online rồi uể oải mệt mỏi, mở cái máy lên đó, đăng ký cái link nhảy vô xong lăn ra giường ngủ tiếp, khổ vậy đó kem. Rồi tiếp theo, sau khi xài đường không đủ thì xài cả ly ly bít. Khi sốt cao kéo dài thì sử dụng đường không đủ thì phải sử dụng cả lipid do nhu cầu chuyển quá cao, và tăng sử dụng lipid thì càng đào thải các sản phẩm ceton, mà sản phẩm ceton càng vào trong máu càng nhiều thì nó kết hợp cùng với các sản phẩm axit do chuyển quá gluco tạo ra, cuối cùng làm cho môi trường càng toan, mà càng toan thì bệnh nhân chúng ta càng đau nhức nhiều hơn nữa. Xài đường không đủ, xài mỡ không đủ thì xài luôn cả đạm của chúng ta, cả thịt chúng ta, tức là ảnh hưởng đến chuyển hóa protein, tức là tăng thối hóa protein và giảm tổng hợp protein, làm cho bệnh nhân chúng ta sau thời gian bị sốt cao kéo dài sẽ gầy và sụt cân đi. Vì vậy mà trong khi điều trị bệnh nhân của chúng ta thì chúng ta bắt buộc là phải cho điều trị bệnh nhân, bắt buộc chúng ta phải cho bệnh nhân chúng ta là dinh dưỡng đầy đủ để tránh lại tình trạng sụt cân. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu sang rối loạn nhà chức vận trong sốt kem. Rồi chức vận trong sốt đầu tiên chúng ta bàn về rối thần kinh. Thì bệnh nhân của chúng ta than nhức đầu, chóng mặt, đau mình mẩy, mê sảng, co giật, hôn mê. Thì khi chúng ta bị sốt thì chúng ta luôn luôn nhức đầu rồi chóng mặt, đau nhức mình mẩy, nặng nữa thì mê sảng, nặng nữa thì co giật, hôn mê. Có một điểm này thầy muốn khuyên kem là chúng ta là thầy thuốc, chúng ta cố gắng đừng để bệnh nhân chúng ta rơi vào trạng thái co giật. Khổ lắm kem. Qua nghiên cứu thống kê, nếu mà em bé nó sốt cao, dù chỉ một lần co giật trong đời khi sốt cao thôi, thì khả năng xuất hiện biến chứng động kinh sau này rất là cao. Đó. Mà cái biết động kinh thì không thuốc trị, khổ lắm. Người động kinh rất là đau khổ, muốn dừng té lúc nào thì dừng. Do đó chúng ta các em sau này lớn lên lập gia đình thì các em nhớ dùm thầy cố gắng chăm sóc con các em cho thật là tốt. Còn hoặc là hiện tại bây giờ các em chăm sóc cho em, cho cháu các em cũng thật là tốt, đừng để em cháu của các em rơi vào sốt cao co giật, rất là đáng sợ các em. Và nặng nữa co giật và hôn mê.
Cơ chế thì người ta nhận thấy rằng do vi khuẩn hoặc độc tố vi khuẩn tác động vào hệ thần kinh chúng ta, bên cạnh các sản phẩm axit mà được tạo ra chúng ta bàn hồi nãy đó kìa. Rồi thứ hai là tuần hoàn. Rồi tuần hoàn thì người ta nhận thấy rằng mạch nhanh và nhịp tim nhanh do nhu cầu tăng chuyển hóa, có nghĩa là cơ thể lúc này sốt cao cần phải tạo ra nhiều ATP để cho sốt càng lúc càng cao. Ngu vậy đó kìa. Mà càng tạo ra ATP thì bắt buộc dòng tuần hoàn phải chạy thật là nhanh để đẩy máu cùng các chất dinh dưỡng tưới vào các tế bào thật là nhanh giúp cho sự chuyển hóa. Và người ta nhận thấy khi nhiệt độ tăng lên 1 độ thì mạch và nhịp tim tăng lên 10 nhịp. Ở những người thần kinh quá nhạy cảm, do thần kinh giao cảm quá nhạy cảm có thể tăng lên 15 hoặc 20 nhịp. Song song với tuần hoàn thì hô hấp nó cũng hỗ trợ vào. Bây giờ dòng máu chảy nhanh mà không oxy không được. Nó có oxy mới tạo ra sự hô hấp tế bào trong chu trình, trong chuỗi hấp tế bào trong chu trình rep được. Vì vậy mà cơ thể chúng ta lại có tình trạng thở nhanh và thở sâu để cung cấp nhiều oxy cho tế bào. Bên cạnh đó, rồi thứ tư là về tiêu hóa, bệnh nhân đắng miệng, chán ăn, niêm mạc môi miệng khô. Đó thì các em biết là khi chúng ta bị sốt, ăn uống chả ngon lành gì hết. Đó, đắng miệng, chán ăn, niêm mạc môi miệng khô, có kèm theo giảm giảm tiết dịch, giảm ống du động, ống tiêu hóa, khó tiêu đầy hơi và táo bón. Thì rõ ràng khi chúng ta bị sốt, khi chúng ta bị sốt thì các em biết là ăn uống chả ngon lành, cái miệng chúng ta khô queo, khô quắc hẳn, nhai thức ăn chả thấy ngon lành gì hết, thì chủ yếu là do tuyến nước bọt chúng ta giảm tiết dịch nước bọt, mà trong đó đặc biệt là amila, nó sẽ kích thích cho cái sự thèm ăn. Amila nó còn giúp cho sự nhào trộn, sự phân cắt thức ăn chúng ta tốt hơn, và nó kích thích cho sự kích hoạt tiết dịch của các tuyến cấp ở phía dưới như là dịch dạ dày, dịch tụy, dịch mật, dịch ruột. Nó bây giờ tất cả cái dịch này đều giảm tiết hết do tình trạng mất nước khi bị sốt, và làm cho các tuyến của chúng ta, các tuyến tiêu hóa chúng ta nó thiếu dịch đi, thành ra tiết ra rất là ít. Hay nói khác hơn, cơ chế chính của nó là giảm tiết enzyme tiêu hóa. Vì vậy mà khi chúng ta điều trị cho bệnh nhân khi bị sốt thì chúng ta bổ sung thêm các enzyme tiêu hóa giúp cho bệnh nhân thèm ăn và bệnh nhân ăn uống ngon miệng hơn. Enzyme tiêu hóa ở thị trường chúng ta bán rất nhiều, các em thể lấy ví dụ như pancrela, tức là enzyme của tụy đó, giúp bệnh nhân ăn uống ngon và kích thích tiêu hóa tốt hơn. Chuyển sang rồng tiết niệu. Khi sốt tăng thì bệnh nhân có tăng nước tiểu do co mạch máu ngoại vi. Mà khi tăng nước tiểu trong sốt tăng thì tiểu ra mất nhiều nước quá, mà trong khi cơ thể đang mất nước, do đó cơ thể khôn lắm các em, chuyển qua sốt đứng thì lại tăng tiết nhiều ADH và androsterone. Mà tăng tiết nhiều ADH và androsterone thì lại dẫn đến giảm nước tiểu. Mà giảm nước tiểu ứ giữ nước lại trong cơ thể chúng ta, giữ lại trong khoảng gian bào, mà giữ lại đó thì lượng nước này được đun nóng ngang bằng nhiệt độ cơ thể đang bị sốt, chả có kết quả gì cả. Thành ra chuyển sang giai đoạn sốt lui thì bắt đầu đẩy nước ra bên ngoài bằng cách là tăng tiểu, cho nước thải ra ngoài bên ngoài thật nhiều, tức là làm tăng nhu cầu thải nhiệt. Rối loạn tiếp theo là có tình trạng tăng acetat và cortisol. Acetat là nội tiết tố tiền viêm, cortisol là nội tiết tố kháng viêm. Mà khi tăng các nội tiết tố này lên thì giúp cho quá trình viêm nó giảm dần đi, góp phần ổ viêm chúng ta hạn chế dần, giúp cho bệnh nhân chúng ta bớt viêm dần, và chúng ta hết viêm thì chúng ta sẽ bớt sốt. Trong đó thì có kèm theo tăng chức phận gan và tăng chức phận miễn dịch. Các em biết là khi sốt ca bắt đầu hình thành sốt, sốt nhẹ nhẹ, dài, sốt cao, đặc biệt là sốt nhẹ, thì bên cạnh kích hoạt gan chúng ta tăng chức năng khử độc, tăng chức năng khử trùng, tức là loại hết các vi sinh vật xâm nhiễm, loại hết các chất độc tạo ra trong cơ thể chúng ta khi bị sốt. Thì còn một nhiệm vụ quan trọng hơn nữa là gan chúng ta tăng tổng hợp các protein cho cơ thể. Mà lạ lắm, em khi sốt cao thì càng tăng tổng hợp protein nhiều hơn, và lúc này đặc biệt tăng tổng hợp nhiều gamma globulin, tức là kháng thể đó các em. Đó, và kháng thể lúc này tăng sinh nhiều hơn, nó thì tạo ra tăng chức phận miễn dịch. Cũng như thầy lấy ví dụ như ta tiêm vaccine vào bạch cầu đến tấn công các nguyên liệu tạo ra vaccine, đó, tấn công nguyên liệu tạo ra vaccine, thì bắt đầu tấn công vào các nguyên liệu tạo vaccine, bạch cầu đến, mà bạch cầu đến càng nhiều thì càng ổ viêm ở trong cơ thể ngay chỗ cái bắp tay chúng ta tiêm ngừa đó, nó sẽ sưng đỏ lên, mà nó càng sưng đỏ bạch cầu càng đến nhiều
càng đến nhiều thì tình trạng viêm càng nhiều, mà tình trạng viêm càng nhiều thì bắt đầu gây sốt cao lên, mà càng sốt lên thì càng kích hoạt hệ miễn dịch chúng ta, càng sản sinh nhiều gamma globulin, thì đó là thỏa nguyện vọng chúng ta. Khi tiêm ngừa là càng tạo nhiều gamma globulin thì rất là tốt cho cơ thể chúng ta, tăng chức phần miễn dịch. Các dạng miễn của sốt hiện nay trên lâm sàng chúng ta có 4 dạng miễn của sốt. Dạng thứ nhất là sốt liên tục. Sốt liên tục có nghĩa là thân nhiệt của người bệnh nhân chúng ta tăng trên 38 độ C kéo dài nhiều ngày, nhiều tuần nếu như không điều trị. Và chúng ta gọi đó là sốt hình bình nguyên mà chúng ta thường gặp trong các bệnh như là bệnh thương hàn hay là bệnh viêm phổi thùy, là hai bệnh này thường gặp nhất. Đặc biệt là bệnh thương hàn thường gặp sốt hình bình nguyên nhiều nhất. Cái dạng sốt thứ hai là dạng sốt dao động. Sáng không sốt, chiều lại sốt. Đó, thành ra nó lạ lắm, sáng ngồi đi học bình thường, sinh viên chúng ta sáng học bình thường, tự nhiên ăn cơm trưa xong có bắt đầu chiều cái là sốt đùng đùng không đi học nổi. Đó, còn là sáng đi học, chiều đi học, cái bắt đầu ăn cơm chiều xong sốt đùng đùng lên không đi trực bệnh viện được, cái báo xin nghỉ trực bệnh viện, bị lớp trưởng cự. Nó tại sao mày đi học buổi sáng buổi trưa được, tới trường mày đi trực bệnh viện buổi tối đi không được. Đó, lúc này mới nói thiệt, tao đang sốt mà, còn tao đau dữ lắm, tao đi không nổi, nhiệt độ tao lên 39,5 đây, gần 40 độ đây, thầy Long dặn rồi, có chừng bị khó, co giật thì ở nhà cho nó chắc. Đó, thì ra chúng ta sốt dao động như vậy, thành ra chúng ta dao động sáng chiều chúng ta gặp trong lao phổi hoặc chúng ta gặp trong viêm đường hô hấp trên, trong đó không loại trừ viêm họng. À, viêm đường hô hấp trên chúng ta còn gặp viêm đường hô hấp trên cấp tính do SARS-CoV-2, nó kèm rất là khủng khiếp. Cái thứ ba là sốt ngắt quãng. Sốt ngắt quãng có chu kỳ một ngày hoặc hai ngày, tức là ví dụ như hôm nay sốt đùng đùng suốt ngày, ngày mai hết sợ, hoặc là ngày mới sốt, ngày mốt sốt lại, tức là sốt có chu kỳ một ngày. Còn hoặc hôm nay sốt đùng đùng, ngày mai ngày mốt không sốt, ngày kia sốt lại, tức là sốt có chu kỳ hai ngày, tùy theo cái loại ký sinh trùng sốt rét loại nào có chu kỳ một ngày, chu kỳ hai ngày, chúng ta tạo ra tình trạng sốt ngắt quãng thường gặp trong sốt rét. Cái sốt thứ tư chúng ta thường gặp, chúng ta gọi là sốt hồi quy. Sốt hồi quy thì chúng ta, sốt hồi quy là cái tình trạng sốt mà lạ lắm kem. Nếu như mà bệnh nhân sốt hồi quy thường gặp do nhiễm sóng khuẩn Leptospira, trong bệnh sốt vàng da do Leptospira. Nếu như mà chúng ta điều trị, nếu bệnh nhân sốt, bệnh nhân đi điều trị thì sau khi cho thuốc vào hết sốt, không nói gì. Có nhiều mà cái khổ lắm con Leptospira kem, là nó thường xuất hiện nơi ao tù nước động. Nó thành ra cái ở thành thị, ở thành phố thì cái nơi ao tù nước động nhiều nhất là ống cống. Thành ra công nhân cầu cống, công nhân vệ sinh chúng ta là nhiễm nhiều nhất Leptospira. Mà cái biết công nhân vệ sinh, công nhân cầu cống thì lương rất là thấp. Đó, lương rất thấp. Mà lương thấp như vậy tiền họ ít, do đó khi bị sốt họ ít khi đi đến bệnh viện lắm nha. Y ít khi đến các thầy thuốc để điều trị lắm, mà ra nhà thuốc Tây mua viên thuốc sốt uống vậy là xong. Mà uống viên thuốc sốt thì hết sốt một chút, nhưng mà trong khi đó con Leptospira vẫn còn ở trong người, do đó bệnh không hết. Bệnh không hết. Nhưng mà lạ một chỗ là Leptospira này nó gây sốt đúng tuần lễ. Dù em không điều trị thì đúng tuần lễ tự cũng hết. Do đó người bệnh nhân ta phớt lờ đi, ta nói kìa tôi nóng cũng tuần, tự nhiên tôi hết à. Hết xong con vi khuẩn nằm trong người thời gian 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, hoặc tháng sau, 2 tháng sau nó sốt lại. Đó, thành ra người ta cứ dây dưa không điều trị, mà một tuần sốt, một tuần không sốt, một tuần sốt, tuần không sốt, thì nó tạo ra một hình ảnh giống như cái bức tường thành của các vua chúa hồi xưa, thành ra tự gọi là sốt dạng bức tường thành. Nhưng mà người dân đâu có ngờ rằng đến một lúc nào đó người ta không sốt nữa, mà người ta chuyển thành tình trạng da vàng sậm. Đó, và khi da vàng sậm và vào bệnh viện thì bắt đầu mới biết mình bị sốt vàng da do Leptospira. Lúc này gan bệnh nhân đã bị sơ rồi, tức là con Leptospira nó tấn công bộ gan, nó gây sơ gan của bệnh nhân rồi, rất là khổ. Ý nghĩa sinh học của sốt. Sốt là một phản ứng bảo vệ của cơ thể. Tại sao chúng ta gọi là bảo vệ cơ thể? Tại vì sốt, cái đơn giản nhất đó là dấu chỉ điểm cho bác sĩ chúng ta phải tìm cho được tại sao sốt, bệnh nhân tại sao sốt, tức là tìm được nguyên nhân gây sốt. Chúng ta phải tìm được ổ viêm đâu đó, mà tìm được ổ viêm tức là chúng ta đã chẩn đoán được bệnh, giúp cho chúng ta điều trị chính xác hơn. Thứ hai,
Khi sốt như vậy nó tạo ra kháng thể, mà tạo ra kháng thể thì tạo ra sức đề kháng, chúng ta tạo để cho hệ thống miễn dịch chúng ta chống trả lại cái tình trạng nhiễm khuẩn này, nhiễm các vi sinh vật này. Cái thứ ba là khi sốt lên như vậy, gan chúng ta nó tăng cường khử độc, tăng cường loại trừ các con vi khuẩn khi nó đi ngang qua gan chúng ta. Thành ra nói chung sốt là phản ứng bảo vệ của cơ thể rất là tốt các em. Nhưng bên cạnh đó thì sốt nó cũng đâu phải là cái tốt không, nó có cái đáng sợ nhất là gây co giật, hôn mê và tử vong. Và người ta nhận thấy phản ứng sốt ở người già và trẻ em khác với người trưởng thành. Người trưởng thành chúng ta trước cái sốt nội sinh bao nhiêu, sốt đúng bao nhiêu. Ở trẻ em thì nhiệt độ thay đổi rất nhanh các em. Thí dụ nhiệt độ em bé mới vào bệnh viện nhi đồng chúng ta, ở phòng khám chúng ta là mới có 38 độ C thôi. Đó. Nhưng mà sau đó, ví dụ bệnh nhân đang trong mùa dịch sốt xuất huyết, mới vô 38 độ C, cái chuyển em bé vô phòng hồi sức cấp cứu để theo dõi, thì chốt nhóm 15-20 phút sau bé tăng vọt lên 39 độ C. Đó, rất là nhanh. Hoặc là nửa tiếng sau tăng lên 39 rưỡi, thậm chí 40 độ C. Thành ra em bé chúng ta phải theo dõi cực cực lẹ, cực kỹ, bởi nhiệt độ thay đổi cực nhanh, do đó nhanh chóng dẫn đến co giật và hôn mê. Còn đối với người già thì khác nha, người già thì nó bò từ từ, bệnh nhân đau họng dữ dội vậy. Bệnh nhân có cái nhọt hay cái áp xe rất là to, mà nhiệt độ có 37 rưỡi, hay 37 36 37 8 37 9, hay là 38 38 2 vậy thôi, nhiệt độ rất là thấp. Nó thành ra, nhưng mà chúng ta không có coi thường nhiệt độ thấp của người già, coi như nói là người ta bị phản ứng sốt nhẹ, không phải đâu, nó bò chậm thôi. Chứ tình trạng bệnh lý bệnh của người già cũng đang rất là nhiều, mà khi chúng ta khám ổ viêm chúng ta sẽ rõ. Lúc nào cần bảo vệ cơn sốt, lúc nào cần cắt sốt thì cần bảo vệ cơn sốt. Nhớ giùm thầy, khi tiêm ngừa chúng ta cố gắng bảo vệ cơn sốt, sốt nhẹ nhẹ, chúng ta không có dùng thuốc hạ nhiệt. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế chúng ta là sốt nhẹ nhẹ không dùng thuốc hạ nhiệt, để chi? Để kích thích cơ thể chúng ta tạo ra sức đề kháng, tạo ra hệ thống miễn dịch đó. Sốt nhẹ nhẹ không điều trị, nhưng mà chúng ta phải đặc biệt theo dõi. Mặc dù sốt nhẹ chúng ta cho chỉ định lau ấm trên bé, nhưng mà theo dõi sát sao về nhiệt độ để tránh nhiệt độ tăng nhanh quá gây co giật, và đặc biệt là khi sốt cao lên bắt buộc phải cắt sốt. Và nhớ dùng thầy phải tăng cường dinh dưỡng, phải tăng cường dinh dưỡng cho bệnh nhân chúng ta, tại vì sốt hiện tượng từ thực đường mỡ và đạm của cơ thể. Thì đó là toàn bộ bài sốt. Chúng ta kèm giải câu hỏi bài tập tự học là giải thích cơ chế các triệu chứng trên bệnh nhân bị sốt. Các em có thắc mắc gì không các em? Giải thích cơ chế các triệu chứng trên bệnh nhân bị sốt. Em có thắc mắc gì không, giữa hai bài viêm và sốt có cần hỏi thầy cái gì không? Có em nào cần hỏi gì thầy nghe? Em có hỏi gì không các em? Dạ, cái hạn nộp bài tự học là 2 ngày như mỗi khi á thầy. Ừ, 2 ngày mỗi khi em. Thôi kìa, chịu khó gửi cho thầy đi, thầy chấm. Tại thầy cũng cũng nhiều bài lắm, các em gửi về thầy liên tục, lớp này gửi lớp kia gửi, rất là nhiều bài. Thành ra bài về là thầy chấm liền, thầy gửi đi, kết quả liền ha. Thành ra tranh thủ viết, cố gắng là viết ngắn gọn thôi các em, đừng có viết nhiều. Giống như mọi Dạ. khi mà lớp lớp các em là điểm 10 không rồi, nó các bài trước là 10 hết trơn rồi, nó thành ra những bài sau cố gắng viết cho nó hay được điểm 10. Rồi có thắc mắc gì không, hai bài vừa rồi lớp hát các em bữa thứ hai không học được, thầy cũng xin lỗi là cái máy cũ của thầy nó không có hoạt động nổi, thành ra 2 3 đường link là nó thua. Thành ra thầy phải sử dụng một cái máy khác mới mới trình bày được.